Tỉnh thức của chúng ta càng ngày càng nổi tiếng, thành ra tôi muốn cho quý vị đang xem livestream ngày hôm nay biết được là hình như tỉnh thức đã tại Los Angeles, California. Tại nhiều người nhắn tin hỏi tôi là họ kiếm khắp Việt Nam không có thấy hình như tỉnh thức. Thì câu trả lời là tại vì hình như tỉnh thức tại Mỹ chứ không phải tại Việt Nam. Thành tôi để luôn trên cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay. Trước khi tôi bắt đầu, tôi xin được thông báo là tôi không có bất kỳ mối quan hệ mâu thuẫn nào trong buổi thuyết trình này, cũng như tôi không có quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. Tôi cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ủng hộ cá nhân tôi, phòng khám của tôi, cũng giống như là hiện như tỉnh thức. Nhân đây tôi muốn nhắc mọi người một điều là nếu quý vị ở xa có câu hỏi thì xin email về askdrwin@vietmd.net. Tại vì quý vị gọi vào văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi không đủ thời gian để trả lời hỗ trợ cho quý vị. Tôi xin thông báo cho mọi người biết là bây giờ tôi mới lập một cái kênh YouTube chính thức mới để quý vị có thể có trực tiếp trên đây, gọi là Dr. Win Trend Channel. Thì đó là kênh YouTube chính thức của tôi. Trong đó có gần 100 video nói chuyện tổng hợp từ những đài truyền hình, những buổi nói chuyện tại Việt Nam cũng như tại Mỹ để cho quý vị có thể vào đã xem. Quý vị có thể đăng ký, subscribe kênh chính thức của tôi. Và cuối cùng thì tôi muốn cảm ơn Dr. Win Tran Team, tại vì phía sau lưng của tôi là có nguyên một team để hỗ trợ tôi ngày hôm nay, đặc biệt là Dược sĩ Dương và những bạn khác đã hỗ trợ và giúp đỡ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nói về giấc ngủ ngày hôm nay, tại vì tôi hy vọng là sau khi buổi nói chuyện ngày hôm nay là tất cả quý vị về nhà ngủ ngon nha. Còn nếu quý vị ngủ không ngon thì mở YouTube lên nghe các bạn nói chuyện của tôi thì sẽ ngủ ngon. Có một bệnh nhân, có một bác kia nói thú vị lắm là bác sĩ Win ơi, bây giờ mà bác không ngủ được là bác cứ bật cái video của con lên nghe nói chuyện là bác ngủ ngon à. Tôi mới hỏi tại sao vậy? Tại vì bác ở con mình, bác sợ ma lắm. Có nghĩa là nếu như mà bà bác nào sợ ma thì bật cái YouTube của tôi lên, mà nhất là đừng có mở cái bài mà tôi kể chuyện ma nha, cái đó thì mọi người sẽ còn sợ hơn, không ngủ được. Nhưng mà chỉ có thể bật YouTube lên mà nghe, chắc là bớt thấy nói chuyện một lát thì bớt sợ ma thì lại ngủ được. Ok, trước khi tôi bắt đầu á, bây giờ tôi muốn quý vị ở đây nói cho tôi biết là hôm qua mọi người có ngủ ngon không nè. Wait, hôm qua là thứ bảy đúng không? Có nghĩa là có người đi party phải không? Không có ngủ ngon đúng không? Thường thường là trong tuần vừa qua có ai ngủ không ngon không nè? Có thể giơ tay lên cho tôi nha. Wow, chính tôi cũng ngủ không ngon nữa. Thành ra bữa nay mình sẽ nói chuyện về giấc ngủ và mình sẽ nói về những cái lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về giấc ngủ và cách chữa bệnh quý vị nha. Trong lúc tôi nói chuyện quý vị thì tôi sẽ thỉnh thoảng sẽ check bên Facebook và team của tôi xem mọi thứ có ổn hay không. Quý vị có biết không, giấc ngủ á, chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ. Có nghĩa là đây là một cái thời gian rất là lớn mà nhiều khi chúng ta lại quên, chúng ta không có chú ý. Nhưng thực tế á, là chúng ta dành 1/3 trong cuộc đời của chúng ta để ngủ. Và một cái điểm đáng buồn thứ hai là hầu hết mọi người, tôi nói hầu hết nha, là chúng ta đều thiếu ngủ hết á. Có nghĩa là những người chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay, và trong đó kể cả tôi nữa, cũng thiếu ngủ luôn. Và giấc ngủ á, phức tạp hơn là chúng ta nghĩ. Nếu quý vị nào chỉ nghe tôi nói một vài phút á, thì đây là những cái mà tôi muốn quý vị hiểu. Và cái thứ ba là
thiếu ngủ á, dẫn đến rất là nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có thể dẫn đến tử vong, có thể dẫn đến khiến chúng ta chết sớm hơn. Thành ra cái giấc ngủ là cực kỳ quan trọng quý vị nha. Đây là lý do tại sao mà bác sĩ chuyên khoa về giấc ngủ gọi là sleeping doctor, đây không phải bác sĩ đi ngủ nha. Cái tên nó là như vậy. Thì trong việc MD có bác sĩ đông đặng á, thành ra mỗi lần tôi kêu đông lên là tôi nói là he's a sleeping doctor, mà người ta dễ hiểu lầm lắm, tại vì cái từ này có nghĩa là nó có những cái ý nghĩ khác nhiều hơn giấc ngủ. Nhưng mà bác sĩ đông rất là hiền, chỉ làm chuyên khoa về giấc ngủ thôi. Nếu mà bác sĩ đông nghe tôi nói, bác sĩ đông đừng có giận nha. Hồi năm ngoái có một cái hit bên Việt Nam, nó gọi là bài hát Gang, không biết VV nào có biết bài này không nè. Bài hát Gang này thì có một câu là 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Thì cái cô nào nó có nói là lúc đó thì em đang ngủ thì làm sao bắt máy được. Nhưng mà tại sao tôi đưa cái hình này lên, có nghĩa là trong cái truyền thông của chúng ta, trong bài hát, trong những câu thơ chúng ta, thì cái giấc ngủ là đã là một phần quan trọng rồi, mà tại vì chúng ta không để ý thấy thôi. Thực sự cái bài hát này nó vô lý ở điểm là 2 giờ sáng thì ai bắt máy, nhưng mà thực tế là anh chàng này hy vọng cô nàng này không có ngủ được, có nghĩa là cô nàng này có bệnh về giấc ngủ, có nghĩa là cô nàng này cần đi gặp bác sĩ. À, cái ý của tôi là khi tôi nghe cái này là tôi đoán là như vậy. Thành ra quý vị hiểu rằng á, cái giấc ngủ nó hiện trong cuộc sống chúng ta hàng ngày chúng ta quên mất đi. Câu hỏi của tôi là quý vị ở đây có thiếu ngủ hay không? Tại vì đây là những cái dấu hiệu khiến là chúng ta thiếu ngủ. Thứ nhất, quý vị bị thức dậy lúc nào cũng muốn ngủ hết á. Ví dụ như lúc nãy tôi thấy có một anh chàng nào đang đang dưới mà dụi mắt là thấy là đang buồn ngủ rồi đó. Rồi thứ hai nữa là chúng ta ngủ dậy chúng ta mệt mỏi, chúng ta thấy nhức đầu, nhất là mắt chúng ta thâm quầng đi, phản ứng chậm chạp, giảm trí nhớ và lúc nào cũng muốn ngủ trưa hết á, và ngáy to và ngưng thở khi ngủ. Đây là những cái triệu chứng mà quý vị hãy xem là chúng ta có hay không, tại vì đây là những cái triệu chứng mà có thể nói là quý vị đang thiếu ngủ. Một cái hình ảnh khác mà tôi muốn chia sẻ tí xíu về media, đây cũng là một bài hát mà tôi rất là thích. Tôi đã từng hát bài hát này, nếu quý vị nào Việt Nam có nghe, tên là Cơn Gió Lạ, trong đó có một cái câu là ngủ ngon anh nhé tình yêu của em. Dĩ nhiên tôi phải hát ngược lại là ngủ ngon em nhé tình yêu của anh. Đúng không nè, tôi không thể nào hát được là ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, đúng không? Nhưng mà cái lời bài hát này là nó là ngủ ngon như vậy. Thì tôi nói để cho quý vị cười là để sao, để là tại vì một lần nữa là bài hát và giấc ngủ là nó hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta luôn, đúng không? Tối nay quý vị nào nghe bài hát này của Phương Linh cũng rất là hay. Dạ, bữa nào thì quý vị mà ngủ không được tôi sẽ hát cái bài này, nhưng mà tôi sẽ sửa cái lời lại, tôi nói rồi là ngủ ngon em nhé tình yêu của anh nha, chứ không không có giữ được cái đúng cái lời được. Rồi như vậy thì ngủ là gì nè? Ngủ là định nghĩa của y khoa nè, là trạng thái hành vi có thể đảo ngược với những đặc điểm là không ghi nhận kích thích từ môi trường, gia tăng ngưỡng đáp ứng. Nói chung quý vị nghe thấy nó tùm lum hết trơn, nhưng mà có một cái là nó có thể đảo ngược, có nghĩa là ai đang ngủ á mình đánh thức họ thức dậy, còn nếu mà cái này mà không đảo ngược là họ 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 đi luôn rồi đó, họ không ngủ nữa. Thành ra cái này định nghĩa của y khoa là như vậy. Cái thứ hai, giấc ngủ của chúng ta quý vị biết không, đó là một cái chu kỳ giống như cái cơn sóng có lên có xuống và nó đi đi theo dòng như thế này. Tại vì khi chúng ta hiểu về giấc ngủ là một cái chu kỳ, thành ra chúng ta sẽ chữa bệnh giấc ngủ nó dễ hơn. Nó có hai cái cơ chế mà quý vị cần phải hiểu. Thứ nhất là nhịp thức ngủ, tiếng Anh nó gọi là circadian rhythm. Đây là cái quá trình bên trong não của chúng ta theo chu kỳ 24 giờ, có nghĩa là nó đáp ứng với môi trường của chúng ta. Tại vì giờ trái đất á, là chúng ta có 24 giờ. Là tôi tưởng tượng á, nếu mà tôi gửi quý vị ở hiện như tỉnh thức này lên sao Hỏa đi, tôi bảo đảm cái giờ quý vị sẽ khác liền, tại vì trên đó cái ngày giờ nó dài hơn trái đất chúng ta, đúng không? Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta ở đây á, cái chu kỳ giấc ngủ á, nó do cái giờ giấc ở đây chúng ta quyết định. Và thứ hai nó gọi là quá trình nội môi, hay còn gọi là sleep-wake homeostasis. Thì đây là cái quá trình mà sản xuất và tích lũy các chất gây ngủ, nó gọi là melatonin. Đây cũng là cái thuốc mà tôi hay cho quý vị uống á. Melatonin là cái chất, là thuốc này, nó khiến cho chúng ta ngủ một cách tự nhiên hơn. Thì đó là cái chu kỳ giấc ngủ mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cái giai đoạn của giấc ngủ là gồm có 4 đến 5 chu kỳ. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhắm mắt lại á, thật sự chúng ta không có ngủ thẳng một giấc đâu, mà chúng ta ngủ từ từ sâu hơn, sau đó tỉnh lại xong từ từ sâu sâu sâu, tỉnh lại cái nữa, sâu sâu sâu. Như vậy chúng ta làm 4 tới 5 lần cho tới mà khi chúng ta thức dậy. Thì đó là cái chu kỳ của giấc ngủ là như vậy.
Thì quý vị thấy đây là cái hình mà của giai đoạn giấc ngủ. Có nghĩa là giả sử như quý vị ở đây lên giường ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 7 giờ sáng là ngủ 9 tiếng nha. Quý vị thấy không, là cái chu kỳ của nó như thế này. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ăn trộm á, nếu mà đi ăn trộm á là đi lúc 4, 5 giờ sáng. Tại vì ở cái thời điểm này á là nó ngủ ngon nhất, đúng không? Thành ra nếu mà tôi nói thiệt là ăn trộm là học về y khoa, họ sẽ ứng dụng vô cái bài nói chuyện từ ngày hôm nay là tới nhà người ta. Một á là lúc khoảng chừng 11 giờ tối, cái là mới ngủ hơn. Hai là 2 giờ sáng và cũng là 4 giờ sáng. Đừng có đi ăn trộm lúc khoảng chừng 1 giờ sáng là không được, tại lúc mình thức rồi. Đó. Đây là một trong những cái ví dụ quý vị thấy là cái chu kỳ giấc ngủ chúng ta nó có lên xuống như vậy. Và nếu mà có vợ chồng nó còn khác nữa nha. Tại vì á nửa đêm vợ hay chồng mà kêu người đó thức dậy á thì cái chu kỳ này cũng bị ảnh hưởng nữa. Lúc đó mình sẽ làm lại từ đầu. Đó. Không, nhưng mà mọi người hiểu cái ý thôi, mà có nghĩa là cái chu kỳ của nó là nó lên xuống như vậy. Cái này quan trọng, tại vì khi mà chúng ta lớn tuổi á, cái chu kỳ nó thay đổi. Một lát tôi sẽ phân tích tại sao như vậy. Đây là cái sóng não của chúng ta khi chúng ta ngủ và thức. Ở hai cái mức bình phía trên á, nó còn gọi là gamma wave, là sóng gamma hay là beta. Và đây là hai cái sóng này lúc mà chúng ta đang thức. Quý vị thấy thức không? Nó bận rộn lắm, nó tùm lum hết trơn, nó suy nghĩ nhiều thứ trong đầu. Khi mà chúng ta đi qua cái giai đoạn gọi là alpha wave hoặc là theta wave, là hai cái giai đoạn ngủ sâu á, nhất là giai đoạn theta là chúng ta ngủ rất là sâu. Cái mục tiêu của chúng ta là tôi muốn quý vị ngủ ở cái sóng mà sóng theta và sóng delta. Đó, thì đó là những cái mà quý vị sẽ ngủ ngon. Như vậy khi mà chúng ta thức là sóng alpha và beta, giai đoạn 1, 2 là ngủ nông, giai đoạn 3 và 4 là ngủ sâu. Và ngủ ngon á, là từ 7 cho tới 8 giờ. Rất là nhiều người hỏi tôi á, là ngủ bao nhiêu giờ thì thấy đủ. Tại vì không bao giờ thấy đủ, chân thức gì cứ muốn ngủ hoài. Cái câu trả lời rất là đơn giản là quý vị nào mà ngủ thức dậy mà cảm thấy như là yêu đời, giống như là nhìn thấy cuộc sống sảng khoái là quý vị đã ngủ đủ rồi đó. Còn quý vị thức dậy mà cảm thấy khó chịu mà muốn mày quay ngoan cãi lộn với ai đó là đi ngủ tiếp đi. Tại vì tôi nói thật là cái giấc ngủ nó quan trọng tới mức mà quý vị thức dậy mà buổi sáng thứ hai mà quý vị cảm thấy chim hót rồi, cảm thấy là muốn thấy cuộc sống của mình tràn đầy năng lượng, thì quý vị đang ngủ một giấc đủ rồi đó. Có thể là quý vị chỉ ngủ 4-5 tiếng thôi, có thể quý vị ngủ 8-9 tiếng, nhưng mà nghiên cứu cho thấy rằng miễn là quý vị thấy khỏe là được. Nhưng mà tôi nói cái này nha, là không có dùng thuốc chất kích thích nha. Tại vì có nhiều người dùng thuốc kích thích là sáng thức dậy cho dù họ thức cả đêm họ vẫn thấy yêu đời. Cái đó nguy hiểm, mà cái đó tôi không nói. Cái đó là có những người đó là họ dùng mình không được. Như vậy khi mà chúng ta lớn tuổi thì như thế nào? Quý vị biết không, khi mà con nít á, tụi nó ngủ nhiều lắm. Họ ngủ 10 tới mười mấy tiếng. Nhưng mà khi mà càng lớn á, thì cái thời gian ngủ chúng ta càng ít đi. Và nhất là chúng ta càng về tuổi cao hơn chúng ta ngủ càng ít. Mà chẳng những như vậy thì cái chất lượng giấc ngủ cũng giảm đi. Và số lần thức giấc trong đêm cũng nhiều hơn. Có nghĩa là đang ngủ thì khi chúng ta lớn như thì chúng ta giật mình thức giấc nhiều hơn. Quý vị chắc cũng biết rồi, cái này là kinh nghiệm của rất là nhiều bệnh nhân hay chia sẻ với tôi là nửa đêm họ thức dậy. Đối với là quý nam, quý đàn ông thì có những bệnh lý khác khiến quý ông có thể là phải thức dậy. Còn với phụ nữ, nhất là xung quanh cái chu kỳ mãn kinh, đây cũng là lý do khiến chúng ta bị thay đổi. Quý vị xem nha, ở cái hình này là những con nít, quý vị thấy nó ngủ sâu, cái khoảng giữa những cái giờ nó kéo dài ra. Quý vị nhìn cái hình cuối cùng bên dưới, nếu mà chúng ta kéo lại cái đó, quý vị thấy không, là người lớn tuổi nó chia nhỏ ra. Đó là cái sự khác biệt rất lớn, là mấy em bé con nít là ngủ rất là ngon, rất là sâu, trong khi người lớn chúng ta ngủ ít lại. Rồi, như vậy ở đây ai bị mất ngủ đây? 50% có nghĩa là ít nhất là phần nửa quý vị ở đây là bị mất ngủ. Và 6 triệu người tại nước Mỹ này dùng thuốc ngủ hàng đêm để giúp cho họ ngủ. Phụ nữ thường dễ bị mất ngủ hơn nam. Cái này tôi không có giải thích được tại sao. Nhưng mà theo những cái nghiên cứu cho thấy là nó ảnh hưởng tới cái hormone hay nhiều thứ khác, nhưng mà tôi vẫn không có thấy đủ bằng chứng về đó. Và hầu hết mọi người đều có vấn đề về giấc ngủ ít nhất là một lần trong đời. Thành ra giống như là quý vị ít nhất là có yêu hay có gì đó một lần trong đời. Tại vì hai cái đó thường đi chung với nhau, yêu là mất ngủ. Cái đó là nó có một cái nghiên cứu luôn nha, chứ không phải là tôi nói ở đây đâu. Những cái gì tôi nói ở đây là nó có những nghiên cứu hết. Cái này á, cái hình này á, nó gọi là thiếu nợ ngủ. Bây giờ để tôi tính nợ quý vị nghe nha. Ở đây có bao nhiêu người dùng thẻ tín dụng nè? Tôi xài thẻ tín dụng nè. Đó. Quý vị biết cái chấm của thẻ tín dụng ở bây giờ là của Chase là 16.99%.
Quý vị mà điểm credit score mà thấp đó, nó lên tới 24.99 lần. Quý vị biết cái nợ ngủ này nó chấm bao nhiêu không? Nó chấm là 200%. 200%, quý vị có bao giờ tưởng tượng mình sẽ xài một cái thẻ mà 200% không? Có nghĩa là 100 đồng quý vị á, một năm sau là nó lên tới 300-400 đồng. Tại sao? Quý vị mất ngủ một đêm á, quý vị ngủ 2-3 tiếng mới bù lại. Quý vị có biết cái này không? Có nghĩa là ai mà thức 1-2 đêm á, đúng không? Party, tiệc tùng hoặc là nhà có gì vui quá, ví dụ như tối nay chẳng hạn, lên đây chơi vui quá, ngồi bàn với nhau, thức đêm luôn. Hôm sau á, quý vị ngủ ít nhất là 2-3 tiếng mới bù lại, đúng không nè? Quý vị thấy không? Ngủ một tiếng đâu có đủ đâu. Tại vì nợ giấc ngủ á, là nợ này còn nợ hơn thẻ tín dụng nữa. Mà tại sao chúng ta phải trả thẻ tín dụng trong khi chúng ta không trả nợ giấc ngủ? Quý vị thấy không? Cái này là cái mà tôi muốn quý vị suy nghĩ tí xíu là chúng ta chăm sóc về nhiều thứ, chúng ta đi làm kiếm tiền, chúng ta nợ đủ thứ hết, nợ tình, nợ tiền, nợ gì cũng nợ hết á. Tôi biết quý vị trả nhiều lắm, nhưng mà có một cái mà nợ giấc ngủ là chúng ta ít có trả. Thành ra quý vị mà đang trên đường trả nợ tình, nợ tiền thì làm ơn trả luôn nợ giấc ngủ cho tôi. Ok? Đó là cái điểm mà tôi muốn nói quý vị ngày hôm nay á, là quý vị nào nghe cái bài này chỉ nhớ bao nhiêu thôi, tại vì cái giấc ngủ là như vậy. Ok, rồi như vậy mình nói tí xíu về các bệnh có thể gây ra mất ngủ. Tại vì á, mất ngủ á, khi mà chúng ta nói, chúng ta tưởng rằng á, là nó đơn giản thôi, nhưng thật sự nó có rất là nhiều bệnh. Và đây là những cái bệnh lý thường có thể dẫn đến mất ngủ. Và tôi muốn chia sẻ những cái này cho quý vị xem. Tại vì khi mà quý vị đến gặp bác sĩ gia đình, hoặc là chúng ta gặp bác sĩ về chuyên khoa về giấc ngủ, thì đây là những cái bệnh mà bác sĩ sẽ tìm hiểu và chữa cho quý vị. Đầu tiên là bệnh về đau. Tại tôi bảo đảm quý vị ở đây ai mà đau là cũng không có ngủ được hết, đúng không nè? Thành là đau là phải chữa trước đã. Tại vì đau không ngủ được, mà không ngủ được thì nó dẫn tới đủ thứ khác, nợ giấc ngủ tiếp, đúng không? Thành là nhớ nha, là trả nợ giấc ngủ. Bệnh về tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh ung thư, nhiều thứ khác. Cái đó là bệnh về cơ thể chúng ta nha. Bây giờ về cái thần kinh, về tâm linh nè, là bị lo lắng hay trầm cảm. Và cơ thể chúng ta, tâm linh cũng, nếu mà chúng ta không ổn định, chúng ta cũng ngủ không được, đúng không quý vị? Thành này đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đi chùa hay đi nhà thờ. Tại vì tâm linh, như tôi từng nói, luôn luôn là một trong những cái phần quan trọng sức khỏe của chúng ta. Thuốc lá và các chất gây nghiện. Quý ông nào ở đây nghe tôi nói vụ này là cứ lúc nào tôi cũng nói là chúng ta phải bỏ thuốc, tại vì thuốc lá khiến cho chúng ta mất ngủ. Và nguy hiểm hơn là uống rượu. Uống rượu á, về lâu dài gây mất ngủ kinh niên luôn. Môi trường và xã hội nữa. Tại vì quý vị cũng biết rồi là stress về công việc nè, về con cái, về ví dụ con còn nhỏ thì làm sao mà nuôi nó lớn, đúng không nè? Con lớn rồi làm sao cho nó học giỏi, con học giỏi lớn lên thì làm sao nó hẹn hò, nó cặp đúng người, đúng không? Nó cặp đúng người rồi nó phải lấy đúng người nữa, lấy đúng người xong nó phải có chớp xong rồi bắt đầu nó phải có con tiếp, rồi mình lo nó con tiếp nữa. Cái chu kỳ như vậy, ông quý vị mất ngủ đó. Có nghĩa là cái chu kỳ nó cứ như vậy hoài. Và cuối cùng là Facebook cũng khiến cho quý vị mất ngủ, quý vị biết không? Có nghĩa là chúng ta coi Facebook nhiều quá chúng ta cũng mất ngủ nữa, đúng không nè? Quý vị nào ở đây mà tối nay về cầm cái điện thoại mà cứ lấy lên check Facebook á, mà coi Facebook hiện như tỉnh thức thì ok. Không phải, tại vì Facebook hiện như tỉnh thức khá là đơn giản, tôi nói. Còn Facebook kia họ traumatize nhiều quá, có nghĩa là họ viết về nhiều thứ lắm. Mà tôi nghĩ là một ở một mức độ đó là thậm chí cái người mà sáng lập Facebook đó, là Mark đó, là ổng cũng đâu có xài Facebook lúc ổng đi ngủ đâu. Đó. Không, cái người mà sáng lập đó thì ổng lại không xài lúc đi ngủ. Thì quý vị xem cái này để quý vị thấy rằng là cái việc mà xem Facebook cũng có thể ảnh hưởng như thế nào. Rồi. Thiếu ngủ, quý vị cũng biết rồi. Chất lượng cuộc sống kém, tăng huyết áp, tăng stress, gánh nặng tài chính và gia đình. Và cuối cùng là tăng tỷ lệ tử vong và mau già và mau xấu. Tôi nói cái này quý cô nào đang nghe quý vị sẽ sợ đây. Tại vì thiếu ngủ á, tôi giải thích tại sao mà chúng ta mau già khi mà chúng ta thiếu ngủ. Khi mà chúng ta thiếu ngủ á, chúng ta phải, cơ thể chúng ta phải tiết ra những cái hormone, rất là cortisol, để mà keep chúng ta, để giữ chúng ta thức tỉnh. Và về lâu dài, cái hormone đó ảnh hưởng lên đàn da chúng ta, khiến cái da chúng ta bị mỏng ra, và nhất là những dần là và thức đêm, mắt chúng ta, nói chung nhiều thứ khác. Và cuối cùng là làm cho quý cô không đẹp ra. Nhưng mà thiếu ngủ cũng có cái này tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ngủ á, nó có một cái bộ phim nó tên là Sleepless in Seattle. Không biết quý vị nào ở đây có coi phim này chưa? Chắc chưa phải không? Đây là phim của Tom Hanks.
Tôi là đó, right here. Tôi là một trong những fan của Tom Hanks, tại vì Tom Hanks đóng cái phim Forrest Gump á, quý vị có xem không? Nói về một cậu bé bị tật, mà sau đó tại vì chạy bộ rồi từ từ dùng cái đó để mà khỏe mạnh, rồi cuối cùng trở thành một trong những cái người rất là thành công. Anh chàng, quý vị nên xem cái phim Forrest Gump. Tôi nói tí xíu về cái phim Sleepless in Seattle, tại sao nó có liên quan tới giấc ngủ chúng ta. Tại vì đây là một trong những cái phim mà tôi thấy là cái việc thiếu ngủ mà mang lại hạnh phúc cho anh chàng này. Có nghĩa là anh này là một kiến trúc sư ở bên Chicago, nhưng mà vợ của anh tên là Maggie, rồi chẳng qua Maggie mất vì bị ung thư. Thì qua cái talk show ảnh vô tình gặp một cái cô khác, và ảnh nói chuyện cái time, cái múi giờ nó khác biệt, thành ra mỗi lần nói chuyện là anh không có ngủ được. Nhưng mà cuối cùng không ngủ mà có vợ thì cũng ok. Cái ý của tôi là đưa lên đây cái này là như vậy. Còn những cái ý khác là không ngủ được, quý vị có thể bị tùm tùm thứ hết, nhưng mà Tom Hanks trong cái phim này thì không phải là như vậy. Ok. Như vậy chúng ta sẽ chữa bệnh về giấc ngủ là như thế nào quý vị? Chúng ta phải xác định được tại sao chúng ta bệnh, tại sao chúng ta thiếu ngủ. Nếu mà bệnh về cơ thể, như tôi nói là bệnh đau thì chúng ta chữa đau. Nếu như chúng ta bị tiêu hóa, chúng ta bị đau bao tử thì chúng ta chữa đau bao tử. Nếu như chúng ta bị về trầm cảm, chúng ta bị buồn chán thì chúng ta chữa những cái đó. Tại vì đây là những cách tốt nhất để mà chữa bệnh giấc ngủ, là chữa cái lý do tại sao chúng ta ngủ không được. Nó có một cái test, nó gọi là nhật ký giấc ngủ, là chúng ta học đo và nghiên cứu giấc ngủ, và chúng ta cũng ghi lại nhật ký giấc ngủ. Cái này á, tôi nói thật là nó sẽ không có ứng dụng về quý ông nào đang ngủ một mình, tại vì hoặc là quý bà đang ngủ một mình. Tại vì tôi hỏi cái bệnh nhân của tôi là chú ngủ chú có ngáy không, thì bác nói là chú đâu có biết. Hỏi tại sao không biết, tại vì tôi ngủ có một mình nè, đúng không? Có nghĩa là cái việc mà không ngủ với một người nào đó là cũng là một cái rủi ro về sức khỏe rồi. Đấy lý do tại sao mà chúng ta độc thân á, thật sự là chúng ta mau chết sớm hơn. Nó có một cái nghiên cứu là như vậy, nhưng mà tôi cũng không chắc là lấy nhau mà có sống lâu hơn, tôi không biết luôn nha. Nhưng mà có một cái nghiên cứu này nó bất công lắm, là nó so sánh với người độc thân, rồi nó lấy cái stress đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nào cũng có cái lợi cũng có cái hại. Nhưng mà ở cái việc mà ngủ một mình đó, là có cái hại là không có ai biết mình có ngáy hay không, nhưng mà có lợi là không ai mà chịu trận hết, đúng không nè? Quý vị nào đã từng ngủ với người ngáy to, quý vị có thấy nó nỗi khổ không, đúng không nè? Tại vì người người thân của mình thật sự họ, thứ nhất là họ không muốn ngáy đâu, tôi bảo đảm quý vị là họ không muốn đâu. Và thứ hai là khi mà họ ngáy họ cũng không biết nữa. Thành ra nếu mà quý vị thấy họ ngáy, quý vị chỉ việc thường thường là do cái đường thở bị hẹp, quý vị chỉ cần chỉnh lại cái gối chút xíu. Còn nếu như vẫn ngáy nhiều thì quý vị có thể kêu họ tới gặp bác sĩ cho tôi. Và khi mà đến gặp bác sĩ về giấc ngủ như bác sĩ Đông chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được ngủ trong một cái sleep lab, có nghĩa là tới cái phòng đó ngủ lại, rồi gắn mấy cái điện trên đầu vậy nè, rồi xem ban đêm cái giấc ngủ của chúng ta sẽ như thế nào, cái não tín hiệu chúng ta như thế nào. Và khi có một cái nghiên cứu như vậy, nó gọi là cái nhật ký giấc ngủ và cái đa ký, cái sleep study, chúng ta có thể rút ra kết luận tại sao chúng ta bị như vậy. Có hai cái loại bệnh về giấc ngủ chính mà tôi nói chút xíu hôm nay là rối loạn trước và sau khi ngủ và rối loạn trong lúc ngủ. Quý vị nào ở đây chắc là từng nghe người Việt mình hay nổi tiếng là bị mộng du, đúng không? Ở đây có ai bị mộng du không? Mà có chứ cũng không có nói được, đúng không? Tại vì tôi nhớ là hồi xưa tôi nghe người ta nói là ban đêm là có mấy người mộng du, cái là tôi nhớ là thôi, mà sao tôi mới nhớ là đúng là mình hồi xưa mình không có suy nghĩ sang tí xíu. Tại vì là có cái người mộng du kia là ban đêm thức dậy ra ngân hàng, rồi sau đó họ cướp ngân hàng, cướp xong họ lấy tiền rồi họ bỏ vô túi, rồi họ đi về họ ngủ giấc, họ thức dậy. Nhưng mà cái hay là cái cô này cổ lấy tiền xong mà cổ không có lấy cho cổ, mà cổ đi cho người khác, cổ phát xong về cái sáng cổ thức dậy cổ cũng không có tiền. Có nghĩa là cổ đi ban đêm cổ đi cướp ngân hàng, nhưng mà thức dậy cổ đi đi phát xong rồi. Và rất là người không biết tại sao, tới khi mà người ta quay camera lại thì người ta thấy là như vậy. Nhưng mà tôi không biết là nó có cái tình trạng đó hay không, tại vì sao thì tôi nghĩ lại là người bệnh mộng du á, thường thường á, hoặc là người sleeping walker thì nó sẽ không có quá thông minh đến cái mức đó. Khả năng mà đi lấy ngân cướp được ngân hàng lúc nửa đêm mà trong lúc ngủ, tôi nghĩ là chắc là tuyệt vời. Tôi nghĩ hoài không ra, quý vị có nghĩ ra được không? Có nghĩa là đi đi lang thang giống như gì mà ra đó mở ngân hàng. Nhưng mà nó tóm lại, tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng đây là một cái rối loạn trong lúc ngủ, là hành vi lệch lạc lúc ngủ như ác mộng nè. Cái này thì quý vị có gặp chưa? Ác mộng đúng không?
đang đêm ngủ thức dậy giống như mình trở thành siêu sao vậy đó, hoặc là tệ hơn là có ai đó chạy theo mình, hoặc là tệ hơn là có người đòi nợ mình. Mà cái này mới vui này nha, là có người cho mình số đề. Mà số đề á mà đặt ha mà toàn là sai không à, tại vì chúng á họ mới nhớ, đúng không? Chúng mới nhớ là tối hôm qua là thầy cho tôi là số đó, còn sai là quên mất tiêu, tại vì họ không nhớ đâu. Thành ra đây là những cái rối loạn trong lúc ngủ, quý vị, có nghĩa là bị ác mộng, thấy cái đó. Còn nếu mà chúng ta ác mộng, chúng ta nằm mơ thì cái đó bình thường, hai cái đó khác nhau nha. Nằm mơ là chúng ta nhớ về ký ức, nhớ về những cái hình ảnh đẹp, hay nói chung là khiến cho quý vị cảm thấy nó có cái gì đó nó ngọt ngào tí xíu, thì tôi nghĩ là ok. Còn nếu mà đang ngủ mà đổ mồ hôi tai rồi giật mình hay là những cơn ác mộng, một điểm quan trọng là những hành vi này phải xảy ra thường xuyên nha quý vị. Có nghĩa là lâu lâu một hai lần thì không sao, cái đó là bình thường. Chứ nếu mà ác mộng chắc ai cũng gặp, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị gặp ác mộng từng đêm luôn và nó kéo dài ít nhất một vài tuần thì cái đó là nó không bình thường. Còn các rối loạn trước và sau khi ngủ á, là cái bệnh ngủ mà tôi thường hay nói là tiếng Anh nó gọi là insomnia. Thì chúng ta khó khăn khi chúng ta nhắm mắt lại. Có nghĩa là chúng ta ráng nhắm mắt lại rồi mà mắt chúng ta cứ mở thao láo vậy nè, cứ nhìn lên trần nhà. Mặc dù chúng ta tắt đèn rồi, chúng ta không ngủ được. Hoặc là thậm chí chúng ta ngủ được khoảng chừng nửa tiếng thôi, thì chúng ta giật mình, chúng ta thức dậy. Và sau đó chúng ta ráng đi ngủ lại cũng không được. Có nghĩa là đi một vòng, uống nước vô rồi, thậm chí ngủ không được, đánh thức chồng thức dậy. Hoặc là đánh thức vợ thức dậy. Rồi sau đó chồng thức dậy nói chuyện xong và chồng thức dậy đi ngủ tiếp, mình vẫn chưa ngủ được. Đó là những cái mà nó rất là thông dụng, quý vị hiểu không? Và đây là những cái thống kê về các bệnh giấc ngủ mà chúng ta thường hay gặp. Và đây cũng là người Việt chúng ta. Ở người trưởng thành á, có nghĩa là cứ 10 người á, là 2 người sẽ bị mất ngủ. Nó thông dụng như vậy. Có nghĩa tôi đoán trong cái số chúng ta ngồi ở đây không là ít nhất là phải 4-5 người bị mất ngủ rồi. Còn với người cao tuổi á, là phân nửa chúng ta bị mất ngủ luôn. Ngưng thở khi ngủ, cử động, co giật chân khi ngủ, hoặc là chân chúng ta giật. Thì đây là những cái triệu chứng mà thường gặp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói tí xíu về cái bệnh mất ngủ. Đây là cái bệnh chính mà quý vị chắc là muốn nghe tôi nói nhiều. Nó gọi là primary insomnia. Thì đây là quý vị, như tôi nói là không có ngủ được. Mà cái này phải kéo dài hơn một tháng nha. Có nghĩa đôi khi có những cái hôm quý vị thấy vui quá, quý vị gặp lại bản thân, hoặc là chúng ta có những chuyện khiến chúng ta rất là excited. Chúng ta trúng số nè, chúng ta mua nhà nè, chúng ta mua xe nè, chúng ta có người yêu mới nè. Đây là những cái mà khiến chúng ta ngủ không được. Mà cái đó nó bình thường, ok. Có nghĩa tại sao? Tại vì chúng ta không thể nào có người yêu mới liên tục trong một tháng, đúng không? Chúng ta không phải mỗi ngày mua một chiếc xe, chúng ta không phải mỗi ngày mua một cái nhà. Có nghĩa là đây là những cái event mà nó thỉnh thoảng nó xảy ra thì không sao. Nhưng mà quý vị mà ngủ không được trong một tháng thì đây là lý do tại sao đây những cái suy nghĩ là chúng ta bị mất ngủ. Như vậy cuối cùng là chúng ta chữa bệnh mất ngủ như thế nào? Cái này rất là quan trọng. Tại vì kinh nghiệm của tôi và những bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ như bác sĩ Đông, tại vì chúng tôi đã từng nói một lần về cái webinar gọi là nâng niu giấc ngủ của Việt MD cách đây một năm, thì thuốc kê toa thật sự mà nói là không phải là một cách tốt nhất để chữa giấc ngủ. Cách chữa giấc ngủ tốt nhất á, chính là quý vị, là cái biện pháp tự nhiên, là những cái mà chúng ta tìm lý do tại sao chúng ta mất ngủ, chúng ta chữa. Cái thuốc thông dụng nhất trên thị trường bây giờ á, là Ambien, quý vị chắc cũng biết rồi phải không? Nó quảng cáo rất là nhiều trên TV. Thì đây là cái loại thuốc mà kê toa mà có chất gây nghiện, đó là Substance Control. Thì chỉ có bác sĩ với những cái bằng đặc biệt mới có ký được cái toa này. Và khi mà chúng tôi, khi mà đặc biệt á, bệnh nhân của tôi muốn tôi ký lại cái toa này, lúc nào tôi cũng hỏi là họ có thử những cách khác chưa. Những cách khác là tôi sẽ nói ở đây. Tại vì quý vị không thể nào uống cái đó hoài được. Mà cái này còn chưa đâu nha. Còn tệ hơn là chúng ta uống những cái chất gây nghiện như là Xanax nè. Mấy cái thuốc mà quý vị từng nghe nói đúng không? Hoặc là những cái Clomazepam, những cái thuốc mà rất là nguy hiểm. Nó một họ với lại Benzodiazepine, những cái thuốc mà gây nghiện. Mà khi quý vị không uống, quý vị cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Và đây là một trong những thuốc mà tôi không bao giờ muốn bệnh nhân của tôi uống. Như vậy, quý vị có thể dùng thư giãn, yoga. Mà tôi không biết quý vị ở đây có nghe kinh kệ có ngủ được không ạ? À? Quý vị có thử cái đó chưa? Có rồi phải không? Tôi thì tôi chưa có thử, nhưng mà trước khi nghe là tôi đã ngủ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là kinh hay là cái gì đó, nó ở mặt khoa học á, nó giúp cho mình ngủ được. Tại vì nó đều 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 mà.
Nhất là có mấy thầy nói hay lắm, tôi thấy điều mà thỉnh thoảng có lên chút xíu xuống chút xíu thôi, cứ điều hoài. Mà tôi nghĩ ở góc độ vừa là bác sĩ thôi nha, mà nói mấy thầy ở đây là mấy thầy la tôi chết. Nhưng mà mấy thầy nào mà nói á, mà có nhấn nhấn lên xuống á, thì ít buồn ngủ hơn. Nhưng mà còn còn mà điều như nè khiến chúng ta ngủ, không, cái đó là cái bình thường thôi, có nghĩa là tại sao mà chúng ta như vậy. Ok rồi, như vậy tôi muốn cho quý vị xem một trong những cái điểm rất là quan trọng của cái việc mà đi ngủ sớm và thức sớm là như thế này. Tại vì quý vị biết ông Benjamin Franklin không nào, biết ông này không? Quý vị không biết đúng không? Tại quý vị cầm, đúng rồi, Benjamin Franklin là tổng thống Hoa Kỳ. Quý vị biết tờ 100 đô không? Biết không? Ok, quý vị biết ai mặc trên đó không? Tôi á, người ta biết Washington không mà, Washington là cái chỉ có một đồng thôi. Ok, thành ra tôi chỉ nhớ là lấy, tôi không có tờ 100 ở đây, nhưng mà tôi cũng muốn coi là cái hình ông 50 đó hay 100 như thế nào. Nhưng mà tôi nhớ là hình như 100 đồng là Benjamin thì phải. Tại sao? Tại vì Benjamin nói câu rất là nổi tiếng là chúng ta đi ngủ sớm và chúng ta thức sớm thì khiến cho chúng ta khỏe hơn. Và ông nói câu này cách đây là gần 300 năm rồi, mà ngày hôm nay y khoa xác nhận là câu này đúng. Tại vì sao? Đúng không chị, là 100 đồng đúng không Benjamin, phải không? Không phải là ông Franklin. Ông kia là 20 hả? Wow, tôi nói chuyện ở đây quý vị móc tiền, quý vị kiểm kiểm định tiền luôn. Tôi thiệt là không phục, hèn như tỉnh thất quá. Tôi chỉ nhớ là Washington là nghèo nhất thôi, là có đồng mà. Tại vì hồi xưa tôi cầm tờ đó nhiều lắm. Cứ nhìn ở ngoài Washington là một đồng, còn mấy ông nhiều hơn thì nhưng mà nước Mỹ là đa số tiền là đều in những cái tổng thống. Rồi, ok, phần còn lại của chương trình đó là chúng ta sẽ kết thúc trong vòng một vài phút nữa để dành chương trình cho câu hỏi. Bệnh ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn hay còn gọi là obstructive sleep apnea, đây là một trong những bệnh mà khá thông dụng với người to con, người béo phì. Chúng ta nghĩ là người Việt chúng ta không có bị, nhưng mà thật sự có những cái nghiên cứu gần đây cho thấy là người Việt chúng ta, người châu Á cũng có thể bị bệnh này. Cái lý do tại sao? Tại vì nếu mà quý vị hút thuốc nhiều, quý vị dùng thuốc kích thích, hay là quý vị có những cái bệnh lý khác, bệnh lý về tai mũi họng, thì khiến cho quý vị sẽ bị bệnh này. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang ngủ á, cái não chúng ta, tín hiệu chúng ta gửi xuống cái chỗ ngủ bị mất đi, và khi mà chúng ta ngưng thở, khi mà ngưng thở thì không có oxy lên não, và nếu như mà cái đó nó kéo dài là bệnh nhân bị đột quỵ, đúng không nào? Quý vị nhớ những bài nói chuyện của tôi về đột quỵ không, là thiếu máu lên não, hoặc thiếu máu thì không có oxy, đơn giản như thôi. Có một số trường hợp là có một số diễn viên nổi tiếng họ mất vì cái bệnh này, là tại vì họ ngưng thở khi ngủ và tăng rủi ro đột quỵ và tử vong. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi nói chuyện ngày chúng ta ngày hôm nay, và tôi dành phần thời gian còn lại để trả lời câu hỏi tại hiện như tỉnh thức cũng như là trực tiếp. Như vậy tôi cảm ơn quý vị, vui lòng không gọi điện đến trung tâm Win Medical Center nếu mà không phải là bệnh nhân nha. Tại vì chúng tôi có quá nhiều câu hỏi mà có thể trả lời qua điện thoại. Chúng tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ bắt đầu nhận câu hỏi tại hiện như tỉnh thức. Xin mời quý vị. Thưa bác sĩ, là có những đêm mà mất ngủ nhưng mà sáng hôm sau không thấy mệt, thì trường hợp đó có tốt hay xấu, thưa bác sĩ? Như vậy thì làm sao mà chú biết chú mất ngủ ạ? Dạ, tại vì không ngủ được nhưng mà sáng hôm sau thấy sao, ví dụ như có người họ ở cùng phòng họ ngại chẳng hạn, nhưng mà mình không ngủ được mà sáng hôm sau vẫn thấy khỏe. Nếu như mà chúng ta không ngủ được một hai đêm, thậm chí một vài ngày, nhưng mà sáng chúng ta thức dậy chúng ta vẫn thấy yêu đời, vẫn thấy con tim vui trở lại, thì tôi nghĩ là nó không sao hết. Nhưng mà nếu mà quý vị kéo dài ít nhất là một vài tuần thì lúc đó tôi sẽ lo ngại. Tại vì đôi khi cơ thể chúng ta, tôi nói thật là rất là tuyệt vời, chúng ta có cái cơ thể chúng ta rất là nhiều lần chúng ta có thể phục hồi được. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có nên lạm dụng cái đó. Thành ra nếu mà quý vị không có ngủ được mà quý vị thức dậy vẫn thấy thoải mái hay gì, mà một hai ngày thì tôi nghĩ ok. Mà chú không có dùng thuốc gì đúng không ạ? À? Không có dùng mấy cái chất gì đúng không ạ? À? Ok, rồi. Ok, là như vậy thôi, tôi nghĩ là không có sao rồi. Dạ xin mời ạ. À. Sĩ cho hỏi á, bác sĩ, như tôi thường ngủ mà tôi hay hay nằm mơ á, Dạ. nhưng mà
phải là nằm mơ, nhưng mình thấy trước những cái chuyện mà nó sẽ xảy ra bác sĩ. Vâng. Và nó làm cho mình mỗi lần thấy như vậy thì nó có làm cho mình cứ như là mình hồi hộp, mình lo lắng nhiều lắm, sợ ghê lắm. Yeah. Cứ ở tư thế mà cứ chờ mà nó đến để mình mà không biết nó đến từ hướng nào để mình đỡ. Thì những cái cơ hội họp như vậy, lo âu như vậy thì có thể gọi là mình bị trầm cảm hay không. Cái đó là cái thứ nhất. Còn yeah. cái thứ hai, bác sĩ có thể giải thích tại sao tôi cứ thấy trước những cái điều, những cái giấc mơ như vậy, báo trước như vậy hay không? Cái việc mà thấy trước tương lai là một chủ đề có thể nói là mấy ngày mấy đêm còn không hết nữa. Tôi nói thật, tại vì có những cái nghiên cứu cho thấy là có một số người khó khăn đặc biệt họ thấy được cái đó. Nhưng mà thật sự cái câu hỏi của tôi ở góc độ khoa học là những cái đôi khi mình thấy được những bác thấy có đúng không? Cô có thấy đúng không? Dạ có, 100%. 100% đúng luôn phải không? Dạ. Như vậy thì cái này thật sự là tôi không biết tại sao. Tôi nói thật là tại vì những cái vấn đề về tâm linh hoặc là những gì thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe người ta nói nhiều là có một số người họ có khả năng thấy được. Cá nhân tôi cũng ước tôi thấy được khả năng đó. Để chi biết không? Để biết được mai mốt mình có giàu không? Hoặc là mình sẽ làm gì đó, hoặc mình sẽ làm được cái gì đó. Cái việc mà quý vị thấy cái nó gọi là déjà vu, không biết là cô có nghe cái khái niệm đó chưa? Là đôi khi chúng ta ngủ, chúng ta thấy những cái việc mà chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng không nè? Có nghĩa là chúng ta đi tới một cái nơi nào đó, cảnh đẹp lắm nhưng mà vẫn nhớ hình như là mình đã gặp ở đâu rồi. Thì ra là mình gặp trong mơ. Mà gặp trong mơ tại sao không? Là tại vì chúng ta coi hình ở đâu đó và chúng ta cái miền ký ức chúng ta nó tuyệt vời lắm, nó đưa vào lại. Tôi nhớ có một lần là có một bệnh nhân kể tôi nghe là bác đó chưa bao giờ đi Hawaii mà bác đó thấy như là mới đây bác đi về, bác thấy là cảnh giống như là bác đi coi vậy đó con. Bác đã thấy rồi, bác thấy đúng như vậy. Thì hỏi kỹ hơn mới biết là lúc trước giờ bác thích coi mấy cái kênh YouTube về travel, thành ra bác thấy cảnh đó nhiều, thành ra từ từ nó đi thẳng vô não của bác như vậy. Như vậy trở cái câu hỏi số 2 của câu hỏi là thật sự là tôi không biết, tôi không giải thích được tại sao là có một số người có khả năng đó. Và chính tôi cũng không biết là cái khả năng đó như thế nào. Và những vấn đề về tâm linh là như tôi nói là tôi là bác sĩ và tôi làm về khoa học, thành ra tôi không biết. Còn cái câu đầu của cô là cái trầm cảm hay không đó, đó là một cái câu chuyện khác. Tại vì chuẩn đoán về trầm cảm là không biết là cô có nghe tôi nói chuyện về trầm cảm lúc trước không. Trầm cảm là khiến chúng ta, cái cảm giác chúng ta, cái xúc cảm, những biểu cảm chúng ta ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Chúng ta thấy buồn, chúng ta thấy như thế. Như vậy thì những cái việc giấc ngủ này có ảnh hưởng tới cuộc sống hả cô không? Có hả cô? Tới bây giờ tôi vẫn không, tôi quên được. Dạ. Như vậy thì có lẽ là những chuyện này đã xảy ra trong quá khứ hả cô? Xảy ra từ khi tôi cảm nhận được là tôi đã biết rồi. Mà nó nhiều khi nó làm như báo trước những cái như là thí dụ như tôi thấy cái người nào chết. Dạ. Báo trước thì cái người đó không bao giờ sống quá 7 ngày đâu. Trong đó có mẹ của tôi. Wow. Và những cái tai nạn xảy ra cho tôi, cho những người thân. Ừ. Tôi bị xe đụng 5 lần là bác sĩ. 4 lần ở Việt Nam. Qua tới đây người ta vẫn đeo theo cho tôi là ngay thanh kêu viên vừa rồi suýt chết rồi đó. Ừ. Là anh tôi về anh tôi báo cho tôi biết là dù tôi đi tới đâu anh cũng vẫn theo bảo vệ tôi. Thì tôi biết là sẽ có chuyện đó rồi. Thanh kêu viên vừa rồi là ngay ngày rằm tháng 10 năm ngoái đó. Là tôi lại bị đụng nữa. Vâng. Như vậy thì trả lời câu hỏi ngắn của cô là thì một lần nữa là chắc là tôi thật sự tôi không biết là về những chuyện này. Tôi chỉ nhớ là bác Nguyễn Ngọc Ngạn có một cái chuyện tên là giấc mơ. Quý vị có nghe chuyện đó chưa? Thì trong chuyện này các cô này cũng thấy được những chuyện nó xảy ra. Và đúng như vậy luôn á. Có nghĩa là bao nhiêu chuyện từng lúc sẽ chính xác như vậy. Và cô nói thì không ai tin hết. Quý vị nào để có quan tâm tới bác Ngạn có thể lên trang YouTube chính thức của bác Ngạn của The Paris by Night. Tôi không quảng cáo gì ở đây nhưng mà bác Ngạn mới lập một cái kênh YouTube mới, trong đó có chuyện giấc mơ, có nói cũng giống như vậy. Cảm ơn ạ. Xin hỏi câu hỏi kế bên này, câu hỏi khác được không ạ? Còn ai nữa không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Dạ không có gì ạ. Câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là mình đang ngủ á, lâu lâu cái mình bị giật mình á, cái đó nó có bình thường không? Nhưng mà không phải xảy ra thường xuyên, chỉ là một tháng, hai tháng, ba tháng đang ngủ giật mình. Rồi đó mình thức dậy mình làm gì? Giật mình xong rồi ngủ lại tiếp. Vậy không sao hết. Có nghĩa là mình đang ngủ, mình giật mình mà làm sao mình biết hả cô, hay là... Thì giống như là em đang ngủ cái em giật mình dậy, cái gọi... xong rồi không thấy cái gì hết thì ngủ tiếp. Ok. Dạ tôi nghĩ không sao đó cô. Như tôi nói rồi, đôi khi trong cuộc sống chúng ta nó có những cái chuyện xảy ra và có những cái
đôi khi một hai ngày thậm chí một hai bữa không sao hết, và lâu lâu nó sẽ một lần thì tôi nghĩ không sao hết. Dạ, không có gì hết cô ha. Bác sĩ cho em có hai câu hỏi. Dạ vâng ạ. Em sao mà cứ ngáp hoài là có phải bệnh không bác sĩ? Ngáp ngáp á, ngáp hoài có phải bệnh hay không? Ngáp hoài á là dấu hiệu cho thấy thiếu ngủ. Thành ra nếu mà như tôi nói là nếu mà chị không có trả nợ giấc ngủ là chị bị bệnh rồi đó. Tại vì thật sự tôi nói là chúng ta nhiều khi chúng ta ráng, chúng ta nghĩ là ráng thức đêm nay để làm xong việc rồi, nhưng mà ngày mai thức dậy thức trễ, có nghĩa là chúng ta mất cái thời gian đó rồi, và mất cái thời gian đó, tối lại thức tiếp. Thành ra về lâu dài á, cái ngáp á thật sự là không có tốt. Và tôi cái là một cái cơ mà ngáp là gây nghiện nha, nó phải là gây nghiện mà nó lại lan truyền nữa, có nghĩa là nó là contagious, có nghĩa là trong phòng này một người ngáp là một mấy người họ cũng ngáp theo nữa, bởi vì không, thành ra ngáp á nó có lây chứ không phải là không lây đâu. Tại vì khi mà một trong những người họ ngủ rồi mà có nhiều người họ ngáp ngon lắm, họ ngáp một cách thiệt là đã. Dạ không, câu hỏi là ngáp nhiều rồi nhưng mà trước đêm đó đã cũng ngủ nhiều rồi 7-8 tiếng rồi mà sao dạ, nó vẫn ngáp hoài. À ngủ trước đó trước là 7-8 tiếng rồi mà vẫn ngáp hoài, còn mấy đêm trước có ngủ đủ không cô? Đủ luôn. Nếu như vậy thì tôi nghĩ không sao hết, chỉ ngáp thành thiệt thiệt. Mà cô có thấy yêu đời không? Có thấy khỏe mạnh không? Ok, quý vị nhớ nha, là có năng lượng, khỏe mạnh thì ok, không sao. Nhưng có điều mà chị ngáp, mà chị yêu đời, chị khỏe mạnh, mà chị lây cho mấy người khác cũng ngáp theo. Dạ không phải đâu bác sĩ, có lý do là lúc trước á, em có một cái bệnh là đã có đường rồi, tại nó tiểu đường mà khi nó làm cho mình buồn ngủ dữ lắm phải không bác sĩ? Đúng đúng. Buồn ngủ một cách rất là buồn ngủ. Vâng, cái đó không phải là buồn ngủ mà chúng ta bị thấp đường huyết. Và khi mà chúng ta bị thấp đường á, là lập tức những cơ thể chúng ta, cái cơ thể chúng ta nó bị giống như hạn chế lại. Bởi vì cũng giống như là trong cái cơn bị cực vậy đó. Là chúng ta thiếu tiền đi. Tôi nói hình như lộn rồi. Tới chùa mà nói cái này là sai, hình như bị cực không có thiếu tiền. Trong cơn khó khăn chúng ta thiếu tiền đúng không? Thì cái tiền đó sẽ dành cho những cái việc quan trọng, đúng không nè? Cũng giống như khi quý vị mà bị tụt đường thì cái lượng đường của cơ thể sẽ dành cho những cơ quan quan trọng như não hay là những cái cơ quan khác. Thành năng lượng chúng ta bị yếu đi, chúng ta giống như bị yếu đi trong người như vậy. Thì đôi khi chúng ta thấy buồn ngủ chỉ vì chúng ta ngậm kẹo vô hay ăn gì vô thì nó sẽ đỡ hơn. Ủa vậy là lúc mình buồn ngủ là thiếu đường hả bác sĩ? Không hẳn là như vậy. cái này không, cái câu hỏi ngược lại chưa chắc đúng. Có buồn ngủ không phải là thiếu đường, không phải, mà thiếu đường á nó dễ gây chúng ta cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi, tại vì chúng ta mệt. Dạ. không phải là chúng ta ngủ đâu, mà nó gọi là cái cảm giác chúng ta giống như bị liệm đi, cái việc như bị yếu đi vậy đó. Tại vì đường nó bị thiếu đi, đường nó sẽ dùng để cho những cơ quan quan trọng hơn. Thì cái đó là cái triệu chứng mà thường là như vậy. Đối với người tiểu đường, quý vị nhớ nha, đặc biệt quan trọng nhất là những người mà chích insulin á, thì cái việc mà giữ cho đường tốt, khi mà lúc nào trong túi cũng vị cũng nên có một cái thanh kẹo nha, nếu mà quý vị cảm thấy mệt thì đừng ngủ. Dạ vâng ạ. Dạ, như vậy tôi xin trả lời một số câu hỏi online trong lúc mà quý vị đang suy nghĩ ở đây nha. À, xin chào bác sĩ, em bị bệnh cường giáp 10 năm rồi và thỉnh thoảng bị mất ngủ. À, không biết như vậy là do bệnh của em hay là vấn đề nào khác? Xin cảm ơn bác sĩ. À, cường tuyến giáp hay còn gọi tiếng Anh còn gọi là hyperthyroidism, có nghĩa là tuyến giáp chúng ta, đôi khi chúng ta, đây là một cái tuyến rất là quan trọng mà nó ảnh hưởng tới cái năng lượng chúng ta. Quý vị biết không, tuyến giáp á, là cái tuyến mà quý vị khi mà chúng ta bị nhiều quá thì chúng ta cũng không tốt, mà chúng ta bị ít quá chúng ta thì cũng không tốt. Thì đây là một trong những cái mà tiếng rất là quan trọng, nó nằm ngay cổ chúng ta. Thì câu hỏi của tôi là không biết là trường hợp của chị là bệnh cường tuyến giáp của chị 10 năm nay, nhưng mà bệnh này có kiểm soát tốt không? Tại vì nếu như kiểm soát tốt thì nó không sao cả. Nhưng mà nếu như quý vị có vấn đề về tuyến giáp, quý vị không kiểm soát bệnh này, và nhất là chúng ta nên check mỗi 3-6 tháng. Tại vì đây là cái bệnh mà có thể lên xuống thường xuyên, và nếu như mà chúng ta không kiểm soát kỹ, nó ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của chúng ta, và nó sẽ khiến cho quý vị bị mất ngủ. Cảm ơn chị nha. À, có một câu khác nữa là chào bác sĩ, do công việc của em là điều dưỡng nên em đi làm ca khuya, có lúc thức trắng cả đêm, nhưng hôm sau về vẫn không thấy buồn ngủ, cả ngày đến khuya hôm sau mắt ráo hoảnh không mệt mỏi, bù lại lúc quay vào ca làm sáng thì mệt, có khi nhức đầu. À, bác cho em hỏi bị rối loạn giấc ngủ có phải không và cách nào để cải thiện? À, câu trả lời là đúng rồi, chị bị rối loạn giấc ngủ. Tại vì
khi mà chúng ta làm ban đêm và chúng ta về, chúng ta phải ngủ để bù lại cái lượng năng lượng chúng ta bị mất. Và một trong những cách mà tôi hay nói, tại vì cá nhân tôi hồi xưa lúc mà tôi làm bác sĩ, tôi lên trực cấp cứu á, quý vị cũng biết cái nghề bác sĩ cấp cứu á là nó cực lắm, có nghĩa là giờ giấc rất là bất thường, như một tháng làm bao nhiêu shift, làm như vậy. Và khi mà chúng ta làm như vậy, có những hôm chúng ta cực trực từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Sáng thức dậy 7 giờ rồi về không muốn ngủ luôn, tại vì chúng ta vẫn tỉnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ngủ lúc đó là chúng ta thiếu nợ ngủ, đúng không nè? Mà chúng ta ráng để tới tối chúng ta đi làm lại, chúng ta lại xem rất là mệt. Thành ra thường thường lúc nào tôi cũng vậy, là tôi ráng đi làm về lúc 7 giờ sáng nha, chạy xe về tới nhà là chui vào phòng, kéo màn tắt hết, giống như là ban đêm vậy đó, chúng ta đi ngủ lại. Thành ra lời khuyên của tôi với trong trường hợp này với chị điều dưỡng là chị nên có một cái phòng mà nó kín lại, có nghĩa mình đi làm về rồi mình cố gắng mình tạo đi ngủ liền, mình vô cái chỗ tối mà yên tĩnh mình sẽ ngủ lại, giống như đó là ban đêm của mình. Mà thật sự đó là cái, đây là cái cách mà rất là nhiều bác sĩ và điều dưỡng bên đây họ làm, có nghĩa là họ là chúng ta làm cả đêm á. Quý vị nào ở đây làm ca đêm á, quý vị nên dành cho một cái phòng yên tĩnh mà có cái rèm che nắng, che tốt luôn á. Okay, khi chúng ta đi làm về, chúng ta ngủ, chúng ta đóng cửa lại thì chúng ta thấy tối om mà. Chúng ta thấy giống như là ban đêm vậy đó, mà chúng ta sẽ đi ngủ được. Tại vì cái cơ thể chúng ta rất là hay. Còn nếu mà quý vị chỉ thấy mọi thứ nó sáng trân hết trơn là chúng ta không ngủ được. Mà chúng ta cứ thiếu nợ giấc ngủ. Quý vị thấy không? Thiếu nợ giấc ngủ càng ngày chúng ta sẽ càng mệt và cuối cùng dẫn đến bệnh. Thành ra đừng có nợ giấc ngủ nha. Rồi quý vị có câu hỏi nào đây không ạ? Thưa bác sĩ, định hỏi bác sĩ cái này, thường thường cái những người cao tuổi thì được khuyến khích là buổi trưa nên ngủ chút xíu. Dạ. Mà tôi thì thông thường ban đêm thì tôi có giấc ngủ là khoảng chừng 6 tiếng đi. Nhưng mà hôm nào mà tôi thích buổi trưa mà tôi lỡ tôi ngủ chút xíu thì tối đó 3 giờ cái tôi thức dậy. À. Rồi tôi phải thức thêm 1 tiếng rưỡi rồi tôi mới bắt đầu chụp mắt lại, dạ, nhắm mắt lại nữa. Thì như vậy nó đâu có tròn giấc. Dạ. Mà như vậy thì buổi trưa có nên ngủ hay không ngủ, mà tôi thèm buổi trưa lắm. Nha. Ngủ trưa nha, cái này cái chủ đề thú vị à. Tại vì ngủ trưa á, là nó có một cái nghiên cứu thú vị á, là thậm chí chúng ta ngủ trưa nó gọi là power nap á, quý vị có nghe câu đó chưa? Rất là hay. Thậm chí quý vị chỉ cần nằm khoảng chừng một vài phút thôi, có nghĩa là quý vị nào đang làm cực nha, tôi biết ở đây rất là nhiều người làm cực ra xe hoặc kiếm cho được yên tĩnh á, nằm khoảng chừng 2 phút thôi, bật cái hẹn giờ 5 phút thôi. Mà quý vị ngủ 5 phút thôi, quý vị tỉnh lại thấy nó đỡ lắm. Tại vì cái power nap đó nó sẽ giúp chúng ta recover rất là nhiều. Là quý vị nào, trở lại câu hỏi của chú là nếu mà chú ngủ trưa mà chú cảm thấy như là nó ngắn ngắn thôi nha, đừng có nhiều quá. Còn nếu mà chú ngủ trưa mà 2 tiếng, nó không phải ngủ trưa nữa rồi, đó là ngủ ngày. Chú hiểu không? Thành ra mình cố gắng cái ngủ trưa là nó ngủ giới hạn ngắn ngắn thôi, để nó giống như là chút xíu đó, nó cho năng lượng vậy đó. Khi mà chúng ta ngủ có được hơn. Thành ra chú thử là thay vì chú ngủ ban trưa đó, nó dậy chú ngủ ngắn là chút xíu. Và ban đêm mình sẽ ngủ là cái giấc ngủ chính, nhưng ban ngày nó vẫn là cái gọi là cái power nap. Và thật sự ở một số nước ví dụ như là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc hoặc là thậm chí một số nước châu Âu, người ta cũng hay khuyến khích nhân viên làm cái power nap như vậy. Tại vì cái năng suất của nó làm việc tốt hơn mà người ta tỉnh hơn. Thì cái đó là câu chuyện về cái power nap. Rồi, xin mời cô ạ. Bác sĩ, cho tôi hỏi cô bác sĩ. Dạ. Mà sáng mà 10 giờ tôi ngủ cho tới chiều 5 6 giờ gì có sao không bác sĩ? Rồi tối tôi ngủ cũng ngon luôn. Là không có nhiều giờ lắm. Bác ơi, nếu mà thật sự nó có một cái bệnh gọi là bệnh ngủ nhiều á, nếu mà chúng ta ngủ mà vừa phải thôi đó, thiếu ngủ quá cũng không tốt đúng không nè. Bởi cuộc đời này nó nhiều khi tôi thiệt là nó ngộ lắm. Có những người thiếu ngủ triền miên nha. Và có những người họ ngủ hoài không đủ, có nghĩa là một bên là lúc nào cũng quá nhiều, một bên cũng quá ít. Nhưng mà nói là bác ngủ như vậy bác có thấy khỏe không? Khỏe. Bác thấy khỏe phải không? Mà tôi ngày nào tôi cũng ngủ vậy á. Có nghĩa bây giờ khoan bác ngủ từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều đến 5 giờ chiều. 4-5 giờ chiều. 4 giờ chiều. Rồi tối bác ngủ tiếp. Rồi tối con tôi về tôi cũng ngủ nữa. Nó ngủ, có nghĩa là 10 giờ tối bác ngủ tới sáng tiếp. À. Có nghĩa mỗi ngày bác chỉ sống có vài tiếng thôi. Yeah. Bác sĩ biết không, có khi thức dậy đi tiểu rồi cái chở vô ngủ không được thì okay. Mới mở điện thoại lên coi tivi, coi chừng một tiếng cái bắt đầu ngủ lại nữa tới sáng luôn. Mà cái này lâu chưa bác? Chị hoài đó. Mà bao nhiêu năm rồi bác? Hồi đó tới giờ. Hồi đó tới giờ. Bởi vì tôi nói ai không ngủ thì không biết, chứ tôi ngủ dữ lắm. Dạ không sao bác. Nếu mà ở đây như con nói này, nếu mà
nếu mà mọi người happy và nhất là gia đình của bác ok luôn thì không sao hết. Nghĩa là thường thường á, khi mà chúng ta ngủ, ví dụ tôi đang nói chuyện này tôi thấy con chó đang ngủ phải không, đang ngủ phải không, thì đó, nó có những cái mà nếu mà mọi người thấy khỏe mạnh và happy thì tôi nghĩ là không không đến nỗi gì. Nhưng là có một số người, tôi có một bệnh nhân ngược hoàn toàn với bác, một đêm bác đó ngủ chỉ có 4 tiếng thôi, mà 4 tiếng là mấy chục năm nay rồi mà vẫn rất là khỏe. Thành ra bác đã hỏi tôi mà tôi hỏi hết bụi, không có thuốc lá không gì mà rất là khỏe mạnh mà nhìn rất là tuyệt vời. Thì tôi mới nói nếu mà thật sự như vậy thì có lẽ là tôi cũng không có can thiệp gì. Tại vì có nhiều thứ chúng ta tưởng là nó không đúng như sách vở, chúng ta nghĩ là phải như thật sự. Cái cuối cùng là bác thấy thoải mái không, bác thấy khỏe mạnh không? Dạ, ok, nếu vậy thì không sao. Tại vì con chỉ thắc mắc là bác ngủ nhiều như ban ngày bác làm gì thôi. Nó chở tôi là ngồi xe là tôi ngủ tới nhà thôi. Ok. Thật sự nếu mà chúng ta ngồi đâu ngủ đó hoặc là chúng ta thiếu về, nhiều khi chúng ta nên coi lại cái đường thở chúng ta nữa. Tại vì có một số bệnh, tôi không biết là bác ở đây có bị cái đó không, nhưng một số bệnh ở đây nó khiến chúng ta cứ dễ ngủ như vậy hoài. Và cái đó là cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ, tại vì bác sĩ sẽ cho bác ngủ trong một cái lab hoặc là đo những cái xem cái tín hiệu nó có vấn đề gì không. Nhưng mà thường thường đối với tôi á, nếu mà bệnh nhân mà khỏe mạnh, thường thường tôi không có can thiệp gì hết. Cái chất lượng cuộc sống rất là quan trọng. Và có nhiều thứ bây giờ chúng ta, lúc nào chúng ta dễ, nhất là tại Mỹ này, phương tiện cái gì cũng có hết. Chỉ cần Google thấy hễ cái gì hơi sai tiếng là coi có gì sai không, có cần phải sửa không. Nhưng thật sự chúng ta quên là nhiều khi á, là chúng ta đi sửa, chúng ta ráng chỉnh thì nó còn tệ hơn là chúng ta không làm gì. Thành ra thật sự trong y khoa nó có những cái đầu tiên là do no harm, là không có hại bệnh nhân. Không hại đây có nghĩa là sao, là không có can thiệp nếu như không cần thiết. Có nhiều bác sĩ gặp là giống như đè là phải cho thuốc liền, hoặc là gặp là phải chữa liền, trong khi là nếu như cái bệnh đó hoặc là cái trường hợp đó không có ảnh hưởng nhiều tới bệnh nhân. Với thứ hai đó là nếu như bệnh nhân chúng ta lớn tuổi rồi, tôi nói ví dụ đi, một bác 70-80 tuổi mà nếu như mà bác đó ngủ hơi thiếu hoặc là hơi dư chút xíu mà bác đó happy, bác đó ok, tôi sẽ để như vậy. Chứ bây giờ tôi đưa bác lên sao, rút máu cho bác nha, đè bác xuống gắn bác tùm lum bên chân cho bác nằm đó một mình trong cái sleep lab đó, một hai bữa bác về bác không ngủ được, bác gọi điện bác sẽ lao cho tôi đó. Thành ra đó là những cái mà mình phải suy nghĩ chút xíu là có nên can thiệp hay không. Thì trong trường hợp của mấy bác mới hỏi ở đây là nếu như tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì thì không sao hết bác. Tại vì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta và nếu như mọi người thấy happy thì chúng ta sẽ ok. Tôi ngủ hoài gì không sao đâu hả bác? Dạ bác ơi, bác cứ vô tư ngủ không sao, con nghĩ là không sao hết. Con chỉ thắc mắc một điều á là bác ngủ, ví dụ bác ngủ cả ngày như vậy, rồi bác ngủ ban đêm gì hết giờ ơi, ban ngày bác làm gì? À, không có làm gì hết trơn. Không, rồi vậy là bác quá hạnh phúc rồi. Tại vì thật sự là... quá tuyệt vời rồi, tại vì có nhiều người thật sự không, quý vị có biết cái này không, là khi mà chúng ta càng lớn tuổi chúng ta trở thành baby giống như con nít vậy. Có nghĩa là lúc mà còn bé nha quý vị, mà không mặc tả là quý vị giỏi rồi, tới khi quý vị lớn tuổi mà quý vị không mặc tả quý vị cũng giỏi luôn. Quý vị nhớ cái đó nha, tại vì cái này tôi nói không phải nói đùa đâu, tại vì cái đó gần như là cái quan trọng. Tại vì giấc ngủ như vậy, nhưng mà khổ một cái là con nít đó, họ ngủ nhiều nhưng mà lớn là chúng ta ngủ ít. Con nít đó, rất là dễ giận, dễ buồn, dễ khóc, dễ tự ái nữa. Người lớn tuổi cũng, cái tâm lý của họ cũng như vậy. Họ dễ buồn, dễ tự ái. Mà con nít mau quên, người lớn lâu quên. Cái đó là cái quan trọng. Có nghĩa là một em bé chúng ta nói gì là lát khóc cho kẹo hết trơn. Người lớn cho kẹo xong á, không bớt khóc lúc đó. Nhưng mình vẫn còn nhớ, mai mốt nói tiếp. À. Xin chào bác sĩ, em thường xuyên bị hiện tượng bóng đè khi ngủ. Quý vị có biết bóng đè là gì không? Bóng đè là giống như mình đang ngủ, mình cảm giác như có ai đang ngồi lên ngực của mình vậy đó. Hoặc là nhiều khi quý vị cảm giác như có ai đó đè, hoặc là để nguyên cái tay lên bằng ngực của mình hay là bụng của mình đó. Khi mà mình thức dậy thì mình phát hiện đó là chân của ông xã của mình hay vợ mình. Cái đâu phải là bóng đè nữa, cái mới là người đè. Nhưng mà cái bóng đè ở đây là khi mà chúng ta ngủ mà chúng ta cảm giác như là, tại vì sao? Tại vì cái chu kỳ giấc ngủ đôi khi chúng ta bị khó thở. Tôi có nói một cái bài nói chuyện trên YouTube về bóng đè, hay còn là ma đè hay cái gì đó. Thật sự nó không có bóng nào, cũng không có ma nào hết. Nó chỉ là cái cơ thể chúng ta cảm giác như vậy thôi. Khi mà chúng ta thình lình chúng ta giữa những cái chu kỳ giấc ngủ, quý vị nhớ không, cái REM như lúc tôi nói lúc nãy, nó thay đổi thành là chúng ta thức dậy và cái thức đột ngột quá, chúng ta có cảm giác như bị bóng đè. Vì trở lại câu hỏi của em là em thường xuyên bị bóng đè khi ngủ, mỗi lần như thế thì cơ thể rất mệt và uể oải. Làm sao để thoát khỏi cái này? Một cái đầu tiên nhất là
chúng ta xem lại cái vệ sinh giấc ngủ chúng ta như thế nào, chúng ta có tập thể dục hay không. À, cái chữ vệ sinh giấc ngủ quý vị có nhớ không ạ? Có ai biết ngủ vệ sinh là như thế nào không? Nghe nó hơi buồn cười, nó hơi lạ đúng không? Có nghĩa là phòng ngủ chúng ta phải sạch sẽ. Tại vì người ta nói cái giường mát á, ngủ ngon, đúng không? Nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Đúng không nè? Còn tôi thêm một câu nữa là giường mát thì ngủ ngon. Không, thật sự quý vị có nhớ không? Quý vị đi đâu ở khách sạn á, mà thấy cái giường mà nó không có sạch nữa, quý vị thấy không ngủ ngon rồi. Thành ra cái vấn đề mà hygiene giường rất là quan trọng. Có nghĩa là trong giường mà không sạch sẽ hoặc là tùm lum hết trơn, nhất là nó còn có thêm có mùi nè, đúng không? Rồi có thêm mấy con bọ nữa, đúng không? Rồi nhiều khi mà nói chung nó có nhiều cái chuyện khác nữa, mà đôi khi chúng ta lại nghĩ là ở phòng ngủ là phòng của mình, không ai biết, thành ra không ai care, thành ra nobody care, thành ra mình cứ để vậy, đúng không? Nhưng mà cái đó lại không đúng. Tại vì cái việc mà chăm sóc cái phòng ngủ của mình, cái ổ của mình đó, rất là quan trọng, đúng không? Cái đúng không nè, bởi vì cái tưởng tượng mình giống như con chó đang ngủ ở đây đi, thì cái ổ rất là quan trọng, nó sẽ lựa cái chỗ ngủ sạch sẽ, nó ngon, nó quen chỗ đó, nó vô nó ngủ chứ đâu có ai. Tại sao? Tại vì khi chúng ta ngủ á, là chúng ta tìm một cái nơi yên bình đó, cái nơi bình yên chim hót vô đó để mà ngủ. Thành ra cái việc sạch sẽ nó quan trọng lắm. Cái thứ hai nha, cái này là tôi biết là quý vị chắc là sẽ bị nhiều, đó là trong phòng ngủ không có tivi. Quý vị ở đây có cái phòng ngủ tivi không? Tại vì ai cũng thích có tivi coi phim nữa. Quý vị đừng để tivi. Cái thứ ba đó là tránh mấy cái iPod, mấy cái iPad rồi điện thoại này nọ. Để đó những cái thứ tư là âm thanh. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta ngủ mà nó ồn quá. Đây là những cái gọi là vệ sinh khi ngủ là như vậy. Và cái cuối cùng là đừng có tập thể dục trước khi đi ngủ quá nhiều. Chút xíu thôi, yoga thì ok. Chứ tập tạ nó dùng tập rất là mệt mỏi. Rồi về hỏi sao ngủ không được, sao ngủ được. Có thể tập tạ buổi sáng, nhưng mà tập yoga buổi tối. Thì đây là những cái gọi là rất là cơ bản. Thành trở về trường hợp của em hỏi là khi mà bóng đèn khi ngủ, anh sẽ, tôi sẽ check lại xem là hiện tượng là cách ngủ của em như thế nào. Và như vậy thì khi mà cải thiện được những cái đó, thì chúng ta phải coi là những bệnh khác. Ví dụ như là những bệnh về tim mạch nè, bệnh trầm cảm, những bệnh khác. Đây là những cái bệnh có thể ảnh hưởng khiến chúng ta bị bóng đèn. Cảm ơn em nhé. Rồi. À, có câu hỏi ở đây không ạ? Tại mình lúc nào mình có ưu tiên ở đây hết ạ. Dạ, tôi hỏi bác sĩ là mỗi khi mà đi làm về mà làm rất là mệt thì lại ngủ không được, mà không làm mệt thì lại ngủ được. Mỗi khi đi làm? Làm việc á, mình làm ngày đó mình làm nhiều quá, mình làm mệt quá thì tối về ngủ không được. Đúng rồi, tại vì thật sự là khi mà chúng ta làm quá nhiều, chúng ta mệt quá, cơ thể chúng ta bị... Cô có bị đau nhức không? Về nhà có bị đau nhức? Có đau nhức. Lúc nãy tôi mới nói đúng không? Đau nhức không ngủ được, đúng không nè? Nhưng mà lúc mà bình thường mình không có làm nhiều ngày đó thì nó lại tối về mình lại ngủ được, mà cái ngày nào mà làm quá sức đi, làm như là mệt quá. Rồi về xuống cái là mình nằm hoài ngủ hoài không được. Cho tới sáng luôn. Tại vì khi mà chúng ta làm việc nhiều quá, những cơ bắp chúng ta và những cơ thể chúng ta giống như nó burn, nó làm việc nhiều quá, khiến như cơ thể chúng ta mệt mỏi, và mệt tới cái mức mà có nhiều người họ mệt á, họ nằm ra họ ngủ liền. Nhưng mà có những người quá mệt luôn là nằm mà ngủ không nổi nữa, tại vì thật sự nó quá mệt. Trong trường hợp này tôi nghĩ là cô có thể cách nào cô chia việc lên hoặc bằng cách mình giảm lại tí xíu vào những cái ngày đó. Tôi nói thật là ở đây là chúng ta sống tại Mỹ này, nhất là Cali nè, là có thể nói là cái gì cũng có hết, và cơ hội việc làm, công việc cái gì. Và đôi khi chúng ta làm việc nhiều quá, chúng ta không chú ý tới sức khỏe chúng ta. Tôi thật sự tôi thấy cái điểm thú vị này là không biết quý vị thấy không, khi mà chúng ta còn trẻ đó, chúng ta có sức khỏe mà chúng ta không có tiền. Sức khỏe lúc còn trẻ chúng ta có sức khỏe và có thời gian thì chúng ta không có tiền. Khi mà chúng ta lớn chút xíu á, chúng ta có tiền thì chúng ta không có thời gian, mà sức khỏe chúng ta cũng không có. Mà khi chúng ta già thì chúng ta không có thời gian, chúng ta không có sức khỏe, nhưng chúng ta có tiền. Nói tóm lại là ở một cái thời điểm nào đó trong đời, quý vị sẽ không có ba thứ, quý vị lúc nào cũng thiếu thứ hết á. Mà trong ba thứ đó, giấc ngủ là cái quan trọng để quý vị có thể có. Tại vì cái đó tôi nghĩ là ngủ được ở thời điểm nào trẻ, già hay trẻ hay khỏe thì cũng khiến cho sức khỏe của mình tốt hơn. Trở lại câu hỏi của cô thì tôi nghĩ là cô có thể làm giảm bớt tí việc chút xíu. Tại vì cô về cô ngủ ngon được thì nó tuyệt vời hơn. Tại vì tôi nghĩ rằng cái sức khỏe của cô cuối cùng cô hiểu cái giá trị của nó. Đúng không nè? Rồi còn nữa, ông xã ngủ gáy nhiều quá thì có vấn đề gì không? Vâng. Nếu mà ngủ gáy ông nhiều xã quá. Ngủ gáy nhiều quá này thông dụng lắm, gặp hoài luôn. Là đầu tiên nhất á, là cô phải xem lại ông xã của mình là có hút thuốc không hay có những bệnh. Không có hút thuốc.
cái hút thuốc quan trọng lắm, hút thuốc về lâu dài khiến chúng ta bị phổi chúng ta bị yếu đi. Thành ra cô phải nói với ông xã phải bỏ thuốc lá. Nói hoài mà không chịu bỏ. Có nhiều bệnh nhân nó chẳng thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc. nói thẳng tôi vậy luôn nói mà. Hoài mà không chịu bỏ, khổ. Dạ. Thì thật sự là trong những trường hợp như vậy tôi cũng bó tay luôn, tại vì mình là bác sĩ, mình chỉ nói ở một góc độ mình khuyên như vậy thôi. Chứ thật sự là cũng khó mà, tại vì có nhiều người cũng họ cũng hút 40-50 năm rồi. Thành ra thấy bớt được nữa. Tại vì hút thuốc lá nhiều lắm, gái coi như là mình khỏi ngủ luôn. Dạ. Thì cái nhà luôn. Không bỏ được. Dạ đúng rồi đó cô. Ừ. Tại vì thật sự nó có một cái nghiên cứu về ngái á quý vị. Ngái thú vị mà, nó có từng sức sóng âm đấy, nhất là âm trầm á, nghe xa lắm. Dạ. Âm bổng thì nghe không xa mà mấy đại ca ngái mà cái kiểu là khò vậy trời. Nó trầm hả, nó đi xa lắm, đi hết cả nhà luôn. Đi hết cả nhà. Dạ đúng không cô? Dạ. Cả nhà đều biết đúng không? Dạ, có nghĩa là sáng thức dậy là ai cũng biết hết. Luôn mà. Dạ. Vô phòng cho ngủ ngoài phòng khách, vô phòng đóng cửa lại mà vẫn còn nghe. Dạ. Thành ra trong trường hợp này tôi nghĩ là cô nói chuyện với lại ông xã của mình và nói là bây giờ anh mà ngủ kiểu này là cả gia đình biết không ai thiếu ngủ hết, mà bác sĩ Trần nói là bây giờ cả gia đình đều thiếu ngủ. Nói ảnh chứ là ảnh đấy không có ngủ được, nó không ngủ được sao mà gái dữ vậy. Cái nó chứ ngủ mắt nhắm nhưng mà cái đầu óc cái não đi không cái đúng chính xác luôn cô, tại vì đó đi, những người làm việc nghĩ suy các khác. Quý vị có nhớ lúc nãy tôi mới nói không, chúng ta ngủ có 4 giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Thật sự những người mà hút thuốc nhiều á, họ không có ngủ sâu được. Họ chỉ ngủ nông thôi. Ngủ nông là cái ngủ cũ đó, có nghĩa là ngáy, nhưng mà thật sự vẫn biết, vẫn nghe. Ai làm gì cũng nghe. Biết hết à. Biết hết. Mà cái đó mới nguy hiểm, tại vì cái kiểu đó là rất là mệt. Chúng ta giấc ngủ chúng ta phục hồi được sức khỏe là khi chúng ta ngủ sâu. Chứ chúng ta không có ngủ nông được. Ngủ nông là giống như quý vị ngủ mà mơ mà quý vị biết rồi phải không? Biết cảm giác là đúng không? Nói là nó không có rõ ràng cái gì. No, cái đó không đúng. Cái kiểu mà quý vị ngủ như không biết gì luôn á. Thức dậy là cái đó là cái là ngủ sâu, cái đó là chúng ta muốn. Còn ngủ nông là cái mà hút thuốc là một trong những lý do khiến mà trở lại câu chuyện của bác là bác nói với ông xã mình bỏ hút thuốc giùm tôi nha. Rồi. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ vâng ạ. Tôi thì không có câu hỏi nào với bác sĩ, nhưng mà tôi chỉ mô tả tình trạng của tôi để bác sĩ có thể trong tương lai bác sĩ có thể gặp những cái bệnh nhân mà tình trạng giống như tôi bị mất ngủ triền miên gần 20 năm và đồng thời tôi cũng là bị tiểu đường trên 20 năm và mỗi lần mà đi dậy đi tiểu thì nằm lại rất là khó dỗ giấc ngủ. Nhiều đêm là tôi chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi. Coi như mất ngủ triền miên. Yeah. Và thuốc ngủ thì tôi xài thường và hạ cảm đều xài hết. Không có bỏ một loại gì hết. Có to hoặc không to. Bất kể cái sau cùng mà tôi xài là cái loại mà y soi nó chỉ cho là 90 viên trong một năm thôi. Cái loại mà có số 4 là mã, có cái vòng tròn và số 4 là mã, loại đó chắc bác sĩ biết rồi. Nhưng mà sau này á thì bác sĩ gia đình không cho uống nữa và tất cả các loại thuốc tôi cũng tự động tôi ngừng luôn, không uống loại nào hết. Lý do là tôi bị mất trí nhớ. Cái thuốc ngủ rất hại cho trí nhớ. Mà tôi bị đau đầu thường xuyên, vững đầu nghĩa là thằng loan quang đầu óc khi nào chả tỉnh táo chút nào hết. Mà chính bác sĩ của tôi thì ông có nói uống cho nhiều vô một cái ấy, rồi còn lúc lại xe đi quên cả đường về. Chính tôi cũng thấy như vậy. Bây giờ trí nhớ tôi rất là kém, cái tên thuốc vừa rồi tôi hay uống đó mà bây giờ tôi không nhớ cái tên là cái thuốc là cái gì nữa. Thành á, trong trường hợp như thế này bây giờ thì tôi không, bây giờ bác sĩ có cho thuốc ngủ tôi cũng không uống nữa, bị quá hại não. Và đồng thời bây giờ nghĩa là đêm nào ngủ được cũng thì tốt, mà không ngủ thì cũng cứ nằm vậy thôi. Có những lúc mà tôi phải mở điện thoại ra, tôi không ngủ được mà mệt trong người quá, tôi mở điện thoại, tôi chơi game để chúng ríu mắt xuống máy ra có thể ngủ được. Nhưng mà rồi đâu vào đó chả bao giờ ngủ được hết. Thì trong tương lai tôi nghĩ rằng bác sĩ cũng có thể gặp
một đôi bệnh nhân giống như tôi. À, yeah. Tôi xin lỗi nói cho rõ với bác sĩ rõ là năm nay tôi đã 83 tuổi, vâng. Bị bệnh tiểu đường trên 20 năm, yeah. Và mất ngủ tiền miên cũng gần 20 năm. Yeah. Hiện giờ tôi vẫn tình trạng như vậy, bây giờ không thành vấn đề đối tôi nữa, ngủ được cũng tốt, không ngủ được cũng tốt. Yeah. À, tôi cứ nằm, ngủ thì tốt, mà ngủ thì cứ tỉnh thức thôi. Yeah. Đó, tình trạng tôi như vậy thì tôi nghĩ là trong tương lai bác sĩ có thể gặp những cái bệnh nhân giống như tôi. Dạ, thì có thể bác sĩ tìm ra một đường hướng nào đó để chữa cho bệnh nhân. Xin dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, con cảm ơn bác đã share. Bác ơi, thật sự là bệnh nhân giống như bác mô tả là con đã gặp một vài người rồi. Thật sự là con gặp một vài bác ở đây rồi. Và thật sự đúng là giống như bác nói vậy đó, uống thuốc ngủ, nhất là những thuốc như bác nói ở đây, nó có hai cái loại là Ambien hay là cái generic name loại là Zolpidem. Đây là những cái loại thuốc hoặc là Xanax, là những loại này về lâu dài á, là khiến chúng ta mất trí nhớ. Và chúng ta ngưng một cái là chúng ta sẽ bị giống như bị lên cơn lại. Thành ra lúc nào về cá nhân con là con hạn chế dùng những thuốc đó, thậm chí con nói chung là không cho luôn. Khiến cho bệnh nhân nhiều khi họ còn giận nữa, họ nói bác sĩ không cho tôi, bây giờ tôi ngủ không được. Nên thật sự là bây giờ nếu mà cho uống hoài thì họ bị mất trí nhớ. Nhưng mình đang ở đứng một cái lựa chọn rất là khó, là đôi khi nếu mà mình cứ làm như vậy hoài thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân, nhưng nếu không làm thì họ không ngủ được. Thành ra con cảm ơn bác, và đúng như bác nói, đó là những trường hợp rất là khó. Trong trường hợp như vậy thì con thường gửi tới bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ để hy vọng là họ có cái cách khác tốt hơn. Dạ, có câu hỏi không ạ? Bác sĩ cho em hỏi cái câu hỏi này là bác sĩ nó đang ngủ mà nó hay giật mình, mà giật cái chân của mình lên, giống như mình nằm mơ mình đi xuống cầu thang mà bị té, là bị cái trường hợp đó là sao? Vâng. À, nó có nhiều cái trường, một trong những cái triệu chứng mà chúng ta hay thấy nó gọi là restless syndrome, có nghĩa là chúng ta cái chân chúng ta bị giật là đang ngủ, bị co đi. Thì một trong những cái điểm đầu tiên mà tôi thường check cái bệnh nhân là xem máu của họ có bình thường không, xét nghiệm máu, những cái chất điện giải như là potassium, calcium hay là những cái chất đó nó phải là có đủ. Và cái thứ hai là cái bệnh lý này họ có liên quan những cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh Parkinson hay là những bệnh khác. Trong trường hợp của chị có thể là chúng ta sẽ xem là cái lab là có gì hay không. Còn nếu như tất cả xét nghiệm máu là bình thường và giấc ngủ hay mọi thứ nó cũng ok thì lúc đó mình có thể có những cái thuốc. Thuốc thì nó khá là hiệu quả trong trường hợp này để relax, làm những giãn những cơ ra, thì đa số bệnh nhân là họ sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta đang ngủ mà chúng bị co giật mà thường xuyên cái gì, đó là một cái dấu hiệu không tốt. Và thường thường tôi trong những trường hợp như vậy tôi xét nghiệm nhiều hơn, tôi muốn biết chắc là nó có những dấu hiệu gì khác không, chứ nó không đơn giản chỉ là như vậy. Cảm ơn chị. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 64 tuổi và chồng tôi 66. Chúng tôi đêm nào cũng không ngủ được, thức đến khoảng 5 giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Và khi ngủ thì ngủ say mềm cho tới khoảng 9 giờ mới thức, có nghe ngủ 5 giờ, 9 giờ thức 4 tiếng. Như vậy có bình thường không? Làm sao có thể thay đổi để ngủ sớm được? Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ chào bác. Đầu tiên nhất là câu hỏi tôi ngược lại cho hai bác là cho dù hai bác ngủ có 4 tiếng thôi nhưng mà hai bác có thấy khỏe trong người hay không? Cái đó là cái quan trọng lắm. Tại vì khi chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, cái chất lượng của giấc ngủ nó quan trọng. Dĩ nhiên 4 tiếng là không bình thường lắm. Nhưng mà có một số trường hợp như tôi nói, con bác vẫn ngủ 4 tiếng vẫn ok. Cái thứ hai là chúng ta coi lại cái vệ sinh giấc ngủ chúng ta, phòng ốc có sạch sẽ không, có đôi khi á, cái mùi trong phòng nè, rồi bụi nè, có nhiều thứ quý vị có bao giờ thử không, thay chăn giường tự nhiên ngủ ngon à. Có những cái rất là đơn giản như bữa nay giặt, tôi không phải là quảng cáo cho bột giặt thay nha, nhưng mà tôi nhớ là thay có những cái bột giặt mà má tôi lâu lâu hay giặt nó thơm lắm, tôi chỉ cần ôm cái mền đó là ngủ mất tiêu à, tại vì cái mùi nó dễ chịu lắm. Có nghĩa là nó có những cái rất là đơn giản như vậy, là thay chăn giường rồi thay gì, thay niệm, đúng rồi. Tại vì có nhiều cái chúng ta ngủ chúng ta quên, chúng ta chăm sóc cái ổ chúng ta, như làm cho nó sạch tí xíu là mọi người sẽ ngủ ngon thôi. Có những cái rất là đơn giản như vậy mà không có tốn tiền mà cũng nhẹ nhàng, có không có gì hết. Cái thứ hai quý vị nhớ nè, ban đêm ngủ quý vị nhớ để một cái chai nước hay cái gì kế bên chỗ chúng ta. Quý vị thường hay khát nước nửa đêm, nhất là quý vị nào mà ngáy to đó, há miệng ra đúng không nè. Tôi chỉ đưa há miệng để quý vị coi thôi chứ không phải là tại tôi ngáy to. Thì ý tôi là như vậy, thì quý vị cũng hiểu rồi đúng không? Có nghĩa là
khi mà chúng ta ngáy to như vậy đó, thì cái một trong những cái mà khiến cho chúng ta bị là mất nước đó. Nếu mà chúng ta mất nước rồi thì chúng ta sẽ khó ngủ. Tôi chỉ nói như vậy để quý vị hiểu rằng là cái việc mà uống nước hay là gì trong lúc ngủ cũng rất là quan trọng. Quý vị hiểu không? Rồi, quý vị có câu hỏi nào nữa không ạ? Vâng, nếu mà khi mà chị ngủ mà chị thấy khát nước nhưng mà uống vô rồi có thấy đã khát không? Chưa, không thấy hả chị? Rồi, nhưng mà có đi tiểu, uống xong có cần phải đi tiểu hay là ok không? Ok. Dạ, như vậy thì nó đơn giản đó. Tôi lúc nào cũng nói như là nếu mà chúng ta ok, chúng ta khỏe thì không sao hết. Nó không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta thì nó không sao. Dạ, đúng rồi. Tại vì bác biết sao, cái tivi á, với điện thoại á, nó đôi khi nó là một trong những cái việc khiến cho chúng ta bị distract, như bị phân tâm đi. Nhiều khi có cái remote bấm cái coi chuyện gì xảy ra hay gì đó, mà cái ánh sáng của tivi đó hay làm thứ. Nói phong thủy nha, bây giờ tôi nói chuyện về y khoa không ai tin, nhưng mà nói phong thủy là người ta tin mới chết chứ. Nói tí xíu về phong thủy. Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta về phong thủy, cái màn màn hình là cái gương, là cái phản chiếu. Quý vị trong phòng ngủ không nên thấy cái phản chiếu, tại vì nó chạy qua chạy lại như vậy, nó không có đi được. Thành ra trong phong thủy nên cái gương ở trong phòng là không nên. Thì cái đó là khi mà quý vị nhớ là quý vị để như vậy cho tôi ha. Em chỉ có câu hỏi này, chắc em nghĩ nó cũng vui thôi. Yeah. Em đi làm á, nếu mà vô sáng đi vô chỗ làm mà thấy không có việc nhiều á, thì rất là buồn ngủ. Mà khi mà sếp á, gửi cái email tới, hay mày làm cái này giùm ơi, là tự nhiên tỉnh ngủ là làm hết việc luôn. Mà khi mà sếp không giao việc nữa là cứ buồn ngủ. Cái đó nó chắc bình thường hả bác sĩ? Yeah, tôi, do nhàm chán phải không bác sĩ hả? Dạ, tôi nghĩ ok chị, không sao hết. Thank you. Dạ, tại vì thật sự á, làm bác sĩ á, nhiều khi tôi job tôi dễ lắm, chị trả lời là ok không sao hết. Tại vì thật sự cái đó nhiều người chúng ta thấy nó lạ, nhưng thật sự cái quan trọng nhất là gì? Cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta thấy mọi thứ nó ok thì tôi nghĩ không sao hết chị. Nhưng mà chị biết sao, tôi nói thật là chúng ta khi mà chúng ta làm á, chúng ta hạn chế là khi chúng ta ngủ á, là chúng ta không có đụng vô mấy cái công việc hay là cái bất kỳ cái gì hết. Tại vì kinh nghiệm của tôi hay gì là thường thường ban đêm tôi ngủ như tôi cũng hay tắt điện thoại, tại vì cái thói quen nhiều khi chúng ta cứ xem, nhất là Facebook có biết tại sao nó nghiện không, là chúng ta coi thử coi có người khác like của mình không đó, có nghĩa post cái gì lên á là coi thiên hạ đánh giá như thế nào về cái đó của mình. Cái đó không có gì mà sai hết, nhưng mà cái point của tôi là nhiều khi chúng ta làm như vậy chúng ta quên mất là chúng ta phải ráng chạy theo cái đánh giá của thiên hạ. Bởi vì thường thường á là chúng ta Facebook rất là tuyệt vời, tôi dùng Facebook cũng nhiều, nhưng mà thật sự là có nhiều lúc là tôi chia sẻ với bệnh nhân của tôi là ban đêm hay cái gì đó, chúng ta cứ quăng nó đi không sao hết. Thì tôi ngủ là tôi tắt điện thoại, là tôi không có, tại vì đó là những cái mà rất là cơ bản để là giúp cho giấc ngủ chúng ta, và nó cũng là giúp cho giấc ngủ nó vệ sinh hơn, nó sạch sẽ hơn như vậy. Yeah. Với thêm một điểm nữa là tôi nói trong cái bài nói chuyện á, là cái phòng ngủ chúng ta là đừng nên làm những việc mà không nên làm đó. Ví dụ như là mang tài liệu vô đó làm việc nè, có nhiều người họ mang đồ ăn lên phòng ngủ luôn nha, mang đồ ăn cầm bánh hay là bao, nói chung có nhiều người còn kể tôi là họ ăn trên giường luôn, rồi công việc giấy tờ này nó đem lên giường làm, tại vì nhiều việc quá. Nhưng thật sự cái đó nó sẽ khiến cho cái ổ chúng ta nó không có còn sạch, nó cũng không có còn thoải mái nữa. Là quý vị nhớ là đừng có mang cái lên chúng ta cái giường ngủ, chứ là nên chúng ta ngủ thôi, nên làm đúng như vậy thôi, đúng chức năng của nó. Quý vị biết không, thật sự là từ lúc mà tôi đến hiện như tỉnh thức tới bây giờ là cũng được 9-8 tháng rồi hả sư cô? 8 tháng rồi, có nghĩa là tôi cũng tu gần xong rồi. Không biết là có cái chứng nhận nào không, tại tôi thấy ở đây là Phật tử mình học cũng có được chứng nhận. Nói đùa thôi, tôi chỉ nói là thời gian qua rất là nhanh, nhưng mà tôi thật sự tôi rất là vui khi mà đến đây. Tại vì nhân lúc mình sắp hết giờ thì tôi nói tí xíu về cảm nghĩ về đồ ăn của đây. Về chiều nay có quý vị nào chiên chuối chiên ngon quá là đại ca nào đó phải không? Hay là tại vì chuối chiên á, mà chiên ngon á, là nó phải nổi vừa phải như vậy, mà cái bột của nó vàng này cơ đó. Thì nó đúng là hiện như tỉnh thức là làm rất là nhiều món ngon, nhất là chuối chiên. Cái thứ hai á,
là có quý vị nào nấu chè đậu xanh, chè đậu xanh phải không, với lại thịt dừa non, trời ngon quá. Tôi phải xin, tôi phải mai xin mang về, tại vì tôi biết là ngày mai là rất là ngon. Tôi nói thật là không biết tại sao nữa, nhưng mà cái duyên số nó đưa đẩy tôi tới đây và cuối cùng tôi làm việc ở đây. Vô thì bởi vì tôi mới nói là cái mà tôi thấy thích nhất là cái vấn đề ăn uống đó, làm nó ngon quá, nên nhất là đồ ăn này, mà nhất là đồ ăn chay nha, về rất là ngon. Thành ra tôi cảm ơn, xin cảm ơn mọi người bữa nay rất là nhiều, cũng lần nào lên hiện như tỉnh thức cũng được rồi, ăn ngon rất là nhiều. Dạ, thưa bác sĩ, xin phép bác sĩ có hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất đó, tối tôi đi ngủ đó tôi hay để đèn, nó có cái gì hay không thưa bác sĩ? Lại cái thứ hai, thì khi mà ở đằng tòa nó gửi lệ về đặng mình làm cái jury duty á, thì mình trong cái trường hợp mà nó cho mình một tuần lễ, hai tuần lễ, thì cái khoảng thời gian đó là về không có ngủ được. Thành ra đó là cái là mất ngủ là như vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì thưa bác sĩ là ngủ được. Để bác sĩ giải thích giùm. Tôi nghĩ là ai cũng như cô hết. Nếu tôi cũng không ngủ được luôn, tại lo. Thành ra không sao hết. Có nghĩa là có những chuyện khiến mà chúng ta phải lo. Ví dụ tôi nói đó, đôi khi nhất là bên này liên quan tòa án hay cái gì nó gửi giấy tờ tới, ai cũng mệt hết. Thành ra nhất là nhiều khi cái ngôn ngữ chúng ta không hiểu rõ, thậm chí tôi nói đâu sạch chính tôi là cái từ luật pháp á, từ tiếng Anh mà gọi legal term, nó có những từ rất là lạ. Thành ra nhiều khi tôi nói như vậy, thành ra tôi giải thích cho bệnh nhân của mình, có nhiều người họ mang luôn giấy tờ tò tới, mà nhiều khi đơn giản lắm, là nó gọi là kêu đi làm jury, là đi jury đó, quý vị có bao giờ biết cái đó phải không? Đi vào tham dự họp phẩm đoàn mà có bác kia bác lo quá, mà bác không ngủ được luôn, tại vì bác tưởng là tòa có vấn đề gửi cho bác. Nhưng thật sự là tôi giải thích kỹ là cái này chỉ là mời mình lên làm mọi thẩm đoàn thôi, làm cho cái hội đồng thôi. Nhưng mà bác đó thì là sợ bác tưởng là có chuyện gì. Thành ra không sao, bác nó bình thường ha. Khi mà mọi thứ nó ok, nó ổn định rồi thì nó sẽ ok, không sao hết. Còn ban đêm ngủ để đèn. Ok, cái câu nói hay nè. Tại vì khi mà chúng ta ngủ á, thường chúng ta tắt đèn đúng không nè? Tại vì chúng ta quen rồi, có nghĩa là bóng đêm á đồng nghĩa giấc ngủ nó. Nhưng mà có một số người họ là quen rồi, họ thích để đèn vậy đó, không sao hết. Bác ngủ được là bác cứ ngủ, không sao hết. Có nhiều người họ cứ để đèn như vậy, thành ra có nhiều người thấy là lạ, thành ra họ tắt đèn. Nói chung là có nhiều người nghĩ bóng đêm xấu, bóng đêm đồng nghĩa với cái hoạt động không lành mạnh, nhưng mà không sao. Có những người cứ để bóng cái đèn, họ tôi nghĩ là miễn sao mà bác ngủ ngon là được rồi, đèn hay là không đèn không sao hết. Nhưng mà bác có ngủ chung với ai thì cái người đó là phải chịu luôn á, tại vì người nhiều khi mình mở đèn mà ảnh muốn tắt đèn rồi. Ok, vậy thì không sao hết ha. Chứ cái đèn mà quay phim cái này chắc không ai ngủ được đâu. Cái đèn này là tốt thiệt, cái đèn này rất là khó ngủ. Còn đèn Phật mình chắc ok ha. Rồi, như vậy tôi cũng nghĩ là chúng ta cũng gần hết thời gian rồi, thành ra tôi được xin phép kết thúc ngày hôm nay. Quý vị ơi, quý vị đang ở trên mạng đặt câu hỏi, tôi xin lỗi nha, tại vì lúc nãy livestream nó tí xíu về kỹ thuật. Nhưng mà trong cái buổi nói chuyện sắp tới của tôi về livestream, tôi sẽ có những câu hỏi này tôi sẽ có trả lời hết. Và tôi cảm ơn quý vị đặt câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà thật sự tôi cũng hy vọng là trả lời giúp được hết, nhưng mà thật sự hơi nhiều quá. But that's okay, mình sẽ cố gắng. Rồi, có câu hỏi gì nữa không ? Ồ, bây giờ mà nói chuyện về đề tài thì sao đây ha? Cái này thú vị đây. Tại vì tôi muốn quý vị nói, tôi biết là quý vị muốn nghe về cái gì. Tôi nghĩ như vậy nó hay hơn thay vì tôi chọn đề tài, đúng không? Tại vì bây giờ chúng ta thật sự hiện như tỉnh thức á, nổi tiếng trên YouTube á, là nhờ cái bài mà ăn gì để ngăn ngừa ung thư. Quý vị biết cái đó không? Cái đó là hình như là trên cũng khoảng 500 mấy ngàn view, gần 600 ngàn view hả sư cô? Mà tôi nói thật nghe, có này tôi thấy thú vị lắm. Là những bài nói chuyện của tôi về sức khỏe đó, là người ta không có nghe nhiều bằng mấy cái bài nói chuyện tào lao. Tôi nói ví dụ nha, là tôi kể chuyện ma, bây giờ 1 triệu view rồi đó. Vì coi tôi kể chuyện ma trên YouTube là 1 triệu view. Đặng Lê Nguyên Vũ ly dị với vợ, tôi nhảy vô nói 800.000 view. Diễn viên Anh Vũ đột tử 500.000 view. Tiểu đường 11.000 view.
không ai khe hết. có nghĩa là như mình nói chuyện tào lao chuyện gì thì thiên hạ thích nghe hơn, còn mình nói những chuyện mà liên quan sức khỏe thì không ai nghe. Và không sao, thật sự tất cả những bài nói chuyện tôi tào lao nhưng mà nó có cái ý sức khỏe trong đó. Tôi nói ví dụ như là Đặng Lê Minh Vũ, tôi nói về bệnh tâm thần, à, hay là diễn viên Anh Vũ thì tôi nói về những cái đột tử, về đột quỵ. Tôi nghĩ là người ta hiểu cái message trong cái đó. Thành ra bây giờ quý vị có thể chọn cái chủ đề nào cũng được, tào lao cũng được, có nghĩa là tôi có thể ngồi tôi nói về ma cũng được, hay là những miễn sao á mà nó có cái gọi là cái ẩn ý về sức khỏe trong đó. Tại vì tất cả những bài nói chuyện của tôi xét cho cùng á là đều có cái ẩn ý về cái sức khỏe, về triết lý cuộc sống, về những cái mà tôi nghĩ là về đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo nào, nó cũng được share cái chung á là mình chia sẻ những cái năng lượng tốt như vậy. Thành ra những bài nói chuyện của tôi về sách tôi viết hay là chuyện của tôi hay là video của tôi, à, nó đều chung cái điểm đó. Bây giờ quý vị nói cho tôi biết quý vị muốn nghe về cái gì nè. Về xương đúng không nè? Ok. Chúng chưa phải không? Ok. À, như vậy lần sau tôi sẽ mời luôn bạn của tôi là Andy Tran đó. Andy là chuyên viên vật lý trị liệu. Ồ gì hả? Ồ chị biết Andy Trần hả? Ồ chị là Andy Tran đó. trùng tên phải không? Ok. Tại vì tôi nhớ Andy Tran mà tôi biết là đàn ông mà. Có nghĩa là Andy Tran mà đột lột xác cái này nhanh quá. Như là Andy Tran một vợ hai con rồi. Thành ra Andy cũng là bạn của tôi thì Andy. Yeah, yeah. Thì Andy là chủ của Dynamic Physical Therapy, nhân đây quảng cáo tí xíu mà miễn phí cho Dynamic Physical Therapy luôn. Là tôi với Andy mới lên nói chuyện trên đài truyền hình SE Saigon Entertainment TV thứ bảy vừa qua. Hình như lịch phát sóng là mỗi thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối. Tôi nói về sức khỏe trên đó. Thì quý vị nào ở đây ở vùng California có thể bật lên đài SET kênh là 56.5 thì phải. Yeah. Yes, it's Saigon Entertainment TV. Yeah. Yeah. Thì Andy với tôi làm về cái này, thành ra tôi nghĩ lần sau nếu mà cô muốn nói, chị muốn nghe nói về xương á, thì tôi sẽ rủ Andy là chuyên viên vật lý trị liệu lên để chúng ta sẽ cùng nói về mấy cái bệnh xương, bệnh thấp khớp ha, nó cụ thể hơn. Tại vì tôi nghĩ là nó cũng là chuyên khoa của tôi, thành ra nói cho quý vị nghe kỹ hơn về xương và những bệnh thấp khớp, về loãng xương, nhất là những cái bệnh. Và quý vị cứ suy nghĩ tiếp đi ha, là chúng ta sẽ nói theo cái chủ đề đó. Tại vì cái mục tiêu của tôi tới đây nói chuyện là để hầu chuyện với quý vị ở đây. Thành ra quý vị muốn nói cái gì là muốn tôi nói cái gì thì quý vị nói cho tôi nghe. À, rồi muốn kể chuyện ma cũng được luôn. Nói chung là cái gì cũng được, nhưng mà cái ý là nó có cái ẩn ý sức khỏe phía sau đó. Tôi phát hiện là những cái mà tôi nói là nếu mà nói chuyên về sức khỏe không, người ta dễ buồn ngủ lắm. Mà cái đó chữa mất ngủ cũng được đúng không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vâng, tôi cũng nói trên đài truyền hình Phố Bô Sa. Yes. Yeah. Thì đài truyền hình Phố Bô Sa tôi nói là hàng tháng là quảng cáo tiếp luôn, là ngày 1 với ngày 15 hàng tháng. Thì chủ đề sức khỏe trên Phố Bô Sa thì nói chung hơn. À, ví dụ như là tôi đang cố gắng nói trong cái series về ung thư đó, là nói hết những bệnh ung thư luôn. Từ ung thư vú cho tới ung thư ruột cho tới ung thư những ung thư mà để mọi người hiểu hơn. Tại vì cái cách tôi muốn nói chuyện để người ta hiểu nó đơn giản thôi, không dùng những cái từ quá cao sang, nhưng mà cái quan trọng là người bệnh của mình họ nghe họ nhớ, lần sau là họ sẽ biết về những cái triệu chứng đó. Thì như vậy lần sau chúng ta sẽ nói về bệnh đau thấp khớp nha, đau thấp khớp. Rồi những tháng sau đó thì chúng ta sẽ tính tiếp ha. Rồi quý vị tới đây nghe nói chuyện rồi có thể nói về những chủ đề đó, tại vì hy vọng là sẽ có thêm những quý vị tới đây nghe. Hôm nay là chúng ta có hình như là người đến từ San Jose đúng không ạ? Dạ, San Jose. Rồi từ Orange County nữa đúng không ạ? Dạ. Yeah. Còn phần lớn là đến từ El Monte đúng không ạ? El Monte là Los Angeles, là trong đó có tôi nữa, tôi cũng từ Los Angeles nha. Như vậy thì chúng ta cũng hình như là thông qua hiện như tỉnh thức, tôi có một hai bệnh nhân đến từ Vancouver, từ Canada, họ tới đây, họ bay qua đây, họ không biết bay sân bay nào, tôi nghĩ chắc là sắp tới phải hướng dẫn cái dịch vụ là họ tới đây họ bay qua tới sân bay nào đến phòng khám với tôi. Như vậy tôi cảm ơn quý vị rất nhiều nha, nhất là đồ ăn lúc nào cũng ngon và tuyệt vời hết, và hy vọng là sẽ gặp quý vị vào tháng sau tiếp, chúng ta sẽ nói về bệnh thấp khớp. Xin cảm ơn quý vị.
Yeah.